hàm số. Sau khi mà chúng mình đã học xong cái giới hạn dãy số rồi thì đúng không? Các dạng bài tuy rất là đa dạng nhưng mà thầy đã phân loại ra trong nhiều tiết và học rất là kỹ. Đầy đủ cả trắc nghiệm lẫn tự luận rồi Thì thấy tin tưởng rằng là Bây giờ các em làm uh, mấy cái dạng dãy số là Bây giờ các em làm uh, rất là ok uh, uh, Sang đến giới hạn hàm số Thì cái lý thuyết Cũng như các dạng bài tập của chúng Nó sẽ mở rộng ra Nhiều hơn nữa, được chưa? Uh, và có thể nói rằng là uh, Bài tập về giới hạn hàm số Là phần chính Chủ yếu, quan trọng nhất của cái chương học này Các em nhớ nhé uh, Không chỉ uh, Uh, trong bài giảng này thôi đâu mà về sau uh, khi xét đến cái xét tính liên tục của hàm số thì uh, chúng ta cũng vẫn sẽ phải uh, thông qua cái giới hạn của hàm số này này các bạn nhớ chưa đó bởi thế người ta nói rằng là giới hạn được chưa là một trong những cái phép toán căn bản của giải tích được chưa nếu không có giới hạn thì không có giải tích đó vì nó làm nền tảng cho rất nhiều các cái uh, phép toán về sau đó và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay các em sẽ được học đầy đủ các cái về mặt lý thuyết cũng như các cái ví dụ minh họa quan trọng đầu tiên các em nhé và bây giờ thầy trò chúng ta cùng bước vào a lớn kiến thức trọng tâm cùng với các ví dụ minh họa à, bây giờ chúng ta sẽ có một la mã trước giới hạn hữu hạn của hàm số các à, em nghe thầy nói qua chỗ này một tí nhé tương tự như là giới hạn dãy số thì cái kết quả của cái việc tính giới hạn hàm số này này nó cũng có thể là một con số thực là một số thực hữu uh, hạn rõ ràng xác định thì người ta gọi đây là giới hạn hữu hạn còn khi mà giới hạn tiến ra là vô hạn thí dụ như là dương vô cùng âm vô cùng ấy thì cái cái đó chúng ta xét trong hai la mã ta gọi là giới hạn vô cực như vậy uh, hoàn toàn tương tự như là ở cái chỗ dãy số đúng không đó và trong dãy số thì ta xét đó là cái biến là chúng ta xét là chữ n và mặc định là n là tiến ra dương vô cùng n nguyên dương mà nhưng khi xét đến hàm số thì x cái biến của em xét đến là biến x được chưa hàm số là fx mà và cái x tiến ra nó có hai trường hợp ngoài cái việc mà cái x tiến ra dương vô cùng thì bây giờ nó có thể có thêm âm vô cùng Và còn một trường hợp nữa đó là X có thể tiến về một điểm nào đó Như vậy chúng ta phải xét đến trường hợp đầu tiên trước Đó là giới hạn, hữu hạn tại một điểm Đó là khi X tiến về một cái số X0 nào đó Còn nếu mà tiến về vô cực thì nó lại hoàn toàn tương tự như là Ở bên dãy số Đúng không? À đó, cái, cái mới trong bài này chính là giới hạn hữu hạn tại một điểm x0 nào đó. Bây giờ các em xét cho thầy cái một nhỏ trước đây Về mặt định nghĩa Thầy trò chúng ta sẽ có như sau Chỗ này chịu khó lắng nghe một tí Nhớ nhé, cho nó hiểu Thực ra làm bài tập ngay thì cũng được thôi Nhưng mà hiểu bài tập Hiểu trước khi làm bài tập để hiểu sâu sắc lý thuyết một tí Thầy sẽ cố gắng giảng cái chỗ này làm sao cho nó thật đơn giản Mà lại dễ hiểu Nhưng chúng ta lại không cần phải ghi chép nhiều Chỉ cần hiểu thôi À Cho một cái khoảng K À, có chứa điểm x0 ở trong này. Hàm số y bằng f(x) của em xác định trên khoảng K này hoặc trên uh, cái khoảng K mà không chứa x0 cũng được. Nhớ cho thầy nhé có một hàm số y bằng f(x) xác định trên khoảng K hoặc là uh, xác định trên cái khoảng K không có chứa điểm x0 cũng đều được. Được chưa? Rồi. Thì sao? À, ta nói lim của f(x) khi x tiến về x0 sẽ có giá trị bằng một số thực L, tức là giới hạn của hàm số, được chưa? Khi x tiến về điểm x0 này này, nó sẽ uh, uh, tiến về một cái giá trị thực L, số L này. Khi nào? Khi và chỉ khi với mọi dãy số xn bất kỳ, với mọi dãy số xn bất kỳ thuộc vào cái khoảng K khác x0 này, thuộc vào cái khoảng K khác x0 này và xn này tiến về x0 thì uh, ta có lim của fxn tiến về l. Nói chung ý, đọc cái định nghĩa về những cái giới hạn này nó rất là khó, nó khó hiểu lắm. Uh, thường thì các thầy cô ít khi là uh, giảng cái này vì một là thôi là một là các em chép vào, hai là xong các em tự hiểu. <laughs> Nói chung là nó khó thật có kể cả có lúc mà thầy cô hiểu nhưng mà cũng không làm thế nào để cho các em hiểu được cơ đó thế thì bây giờ muốn hiểu được cái định nghĩa này các em sẽ phải xét đến một cái ví dụ minh họa đó thì các em mới hiểu được chứ nếu bây giờ mà chỉ đọc không như thế này chắc là thầy nghĩ là các em cũng sẽ đau đầu chóng mặt mà chết thôi thôi chưa đó thế bây giờ chúng ta sẽ phải xét một ví dụ trước khi mà chúng ta quay trở lại cái 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 định nghĩa này thì bây giờ các em xem tiếp nhá. Thầy xin nhắc lại một lần nữa về cái cái cái, cái giới hạn này này. Đây. Giới hạn của hàm số tại một điểm tức là khi x tiến về x0, được chưa? Thì nó sẽ là một cái số thực L nào đó, là một số thực L nào đó. Thế thì uh, giới hạn này tìm được bằng L khi nào? Khi và chỉ khi với mọi dãy số xn mà dãy số xn này nó tiến về x0. Đó, dãy số xn tiến về x0 và nó phải thuộc vào trong cái khoảng K khác x0 này Nó chỉ tiến về thôi Chứ nó lại không phải là bằng x0 này Được chưa? Và khi đó thì chúng ta thay cái xn này này Vào hàm số ban đầu Đây vào hàm số đây Chúng ta sẽ có f tại xn Nó phải tiến về l Đọc xong vẫn chưa hiểu đâu Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xét ví dụ các bạn và các yêu quý, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng đi vào A lớn đầu tiên, các kiến thức trọng tâm và các ví dụ minh họa à các em nghe thầy dặn dò trước một tí tẹo nhé à, học gì cũng thế do cái phần bài giới hạn hàm số này nó hết sức là quan trọng đó và nó lại còn nhiều dạng bài nữa cơ nó rất là đa dạng phong phú đấy thế nên để học được tốt nhất thì tiết học đầu tiên của mỗi bài thầy trò chúng ta sẽ cố gắng nghe làm sao để hiểu lý thuyết làm được một số cái bài tập căn bản quan trọng đầu tiên sau đó các tiết học sau tiết này trở đi Chúng ta sẽ cùng thầy phân dạng ra Thí dụ như là có những cái dạng vô định gì Dạng vô cùng trên vô cùng này Không trên không này Rồi không nhân vô cùng này Vô cùng trừ vô cùng Vân vân và mây mây nhiều dạng lắm nếu mà kem không học phân dạng ra giống như thầy kem cùng nhìn vào một câu các em không bao giờ làm được được chưa em sẽ nhầm lẫn các cách ngay đó nó, nó nó nguy hiểm ở cái chỗ ý bởi vậy để học được sâu sắc nhất thì tiết đầu tiên chịu khó nghe kỹ hiểu lý thuyết tiết sau cứ thế phân dạng ra bài tập cứ mỗi một tiết làm hẳn một dạng như thế là quá đầy đủ mà lại quá hiểu quá thông minh hiểu không các con đó thế bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một la mã đầu tiên giới hạn hữu hạn của hàm số các em thân mến hoàn toàn tương tự như là giới hạn dãy số nó chia ra giới hạn hữu hạn và giới hạn vô cực hay là vô hạn cũng được có nghĩa là cái kết quả Tính giới hạn này ra nó có thể là một số thực hữu hạn. Rõ ràng à hoặc nó có thể là vô cùng. Thí dụ như là dương vô cùng âm vô cùng ấy thì đó gọi là giới hạn vô cực. Các em rõ chưa? Thế thì bây giờ chúng ta xét một la mã đầu tiên. À, trong giới hạn hữu hạn này thì à các em phải để ý giúp thầy ở bên dãy số ấy thì cái 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 cái, cái, cái ý là lim của UN đúng không? lim UN khi n dần ra dương vô cực. Đúng không? Đấy là nguyên dương nhưng mà trong hàm số thì chúng ta sẽ xét lim của fx tức là hàm số đấy và x đóng vai trò là, là cái biến là cái ẩn trong này này là cái biến là biến chạy trong trường này thì x của em nó có hai hướng nó có hai cái cách tiến không chỉ mỗi tiến ra dương vô cực thôi đâu nó có cả tiến ra âm vô cực đấy là cái mới đầu tiên và cái thứ hai là nó có thể uh, tiến về một điểm nào đó như vậy uh, cái trường hợp đầu tiên chính là giới hạn hữu hạn tại một điểm, cái này là cái mới. À, so với cái dạng dãy số ấy. Đó là tiến về một điểm x0 nào đó. Thì giờ các em phải lắng nghe kỹ cho thầy. Vì giới hạn khi mà cái x tiến về dương hoặc âm vô cực, hoàn toàn tương tự như bên dãy số thì tí nữa chỉ cần nói lại là hiểu ngay. Nó không có gì khó cả. Có đúng là tự nhiên học xong giới hạn dãy số là giải quyết được gần như là 50% bài toán rồi. Khi x tiến về vô cực, dương vô cực hay âm vô cực thì nó hoàn toàn tương tự Thế có phải là 50% bài toán nếu như em đã học kỹ dự hạn dễ số với thầy rồi thì thôi coi như mai kia Chữ N nó thành chữ X Cách giải nó vẫn thế, chia nó vẫn chia Liên hợp nó vẫn liên hợp Thì bây giờ chúng ta có phải là chỉ cần giải quyết nốt cái bài toán đó là Giới hạn khi mà tiến về tại một điểm X0 là ok không? Đấy hiểu ý thầy tại sao thầy phải dạy kỹ giới hạn dễ số là thế đấy Thế thì cái phần này lý thuyết nó rất là khó không phải ai cũng cũng dễ dàng hiểu được, hiểu được rồi còn phải giải thích cho các em được lại càng khó nữa. À, nhiều các thầy cô nói chung là đôi khi là cũng không có thời gian để mà giải thích kỹ được chỗ này Thôi là các em chép vào vở xong rồi các em tự hiểu với nhau Nhưng mà thầy nghĩ được với đầu óc các em <laughs> chắc không hiểu được đâu <laughs> Bây giờ để hiểu phần này được sâu sắc tốt nhất là chúng ta sẽ xét một ví dụ đầu tiên của thầy trước là ok nhất Để hiểu được định nghĩa thầy cho chúng ta xét cho thầy ví dụ 1 Xét dưới dạng ví dụ làm bài tập ấy, thì luôn luôn nó sẽ dễ hiểu Nào đọc ví dụ 1 bắt đầu cho hàm số cho hàm số y à, bằng fx nào đó thầy cho một cái hàm rất là đơn giản hàm à, bậc nhất 2x cộng 1 và cho các dãy số un và vn lần lượt có số tổng quát như sau un là 1 trên n vn là 1 trên n bình đây là thầy cho tùy ý còn tí nữa em sẽ hiểu tại sao thầy lại cho những dãy này bây giờ tập trung để vào đây nhá nào cho một hàm số có chưa cho hai dãy số un vn có chưa À ok, câu hỏi của thầy Hãy tính hộ thầy Lim của F tại UN Và lim của F tại VN Có nghĩa là uh, Tính giới hạn Của một cái hàm số Mà chúng ta thay x bởi gì nhở? UN Và thay x bởi gì? VN Khi thầy viết lim như thế này có nghĩa là Lim uh, dãy số đúng không? Chỗ này ta tự hiểu được rằng là N dần ra vô cực Người ta dạy là không ghi gì ở dưới là tự hiểu là chạy ra dương vô cực nhá à đó thế giờ tại sao phải tính fu và fv này để làm gì để từ đó kết luận về giới hạn của hàm fx này khi x tiến dần về không đó bây giờ chúng ta đã rõ ràng yêu cầu đồ bài chưa tính uh, lim fu fv sau đó kết luận về lim f khi x tiến về không bây giờ cách làm bài như sau nghe vào đây nhá cho đây bắt đầu không nghe là không hiểu gì đâu Tự nhiên để lồng vào cả dãy số vào trong hàm số nó mới sợ chứ. Đấy chưa? Nào, thứ nhất, kem uh, các em ghi cho thầy, bài nào cũng thế, hộ thầy với tập xác định. Tập xác định của hàm này là D bằng R, nó không có điều kiện gì. Hàm đa thức mà, đúng không? Cái này đã, đã quá rõ ràng. Bây giờ xét cho thầy dãy đầu tiên trước nhá. Đó là dãy UN trước. Dãy này có công thức là 1 trên n, đây thầy tự cho, nhớ, thầy tự cho dãy un này thỏa mãn điều kiện gì tại sao thầy lại cho dãy này thứ nhất là un là tiến về không một trên nào tiến về không khi n dần ra vô cực như vậy đảm bảo cái điều kiện là khi x, x, x tiến về không đấy thứ nhất là un tiến về không và thứ hai un uh, là luôn khác không với mọi n nguyên dương đúng rồi vì một trên nào nó chỉ tiến về không thôi nó không bao giờ nó bằng không được đó như vậy nó đảm bảo điều kiện là khác không và tiến về không em phải nhớ hội thầy hai điều kiện này nhé nhớ nhá khác không và tiến về không khi n dần ra vô cực đây là cái quan trọng tại vì đề người ta nói là tiến về gì thì ta phải chọn dãy số phù hợp để cho nó tiến về cái đó à đó đấy là cái lý giải đầu tiên của thầy nhớ nhá bây giờ chúng mình có như sau lim của f thì nơi nào mà có x thì mình thay bởi un UN của mình chính là 1 trên N Có nghĩa là nơi nào có X Thầy thay bằng 1 trên N Hẳn là thầy có 2 trên N Cộng 1 Và đến đây tính lim dễ quá ôi N dần ra vô cực thì 1 trên N, 2 trên N đều tiến về 0 hết Như vậy chúng ta có 0 cộng 1 Kết quả bằng 1 Hiểu bài toán này chưa đã nào Ở à, đó Đây là đây là chúng ta đang học cách chứng minh Giới hạn của hàm số Suy ra từ định nghĩa đấy Được chưa thế bây giờ biết làm rồi đúng không xét hộ thầy xem cái vn nó có tương tự không nào hộ thầy nào xét vn là một trên n bình một trên n bình thì cũng đảm bảo hai điều kiện thứ nhất là gì đó là tiến về không khi n dần ra vô cực và luôn đảm bảo là khác không được chưa tiến về không thôi chứ không phải là bằng không nhớ nhé nhớ là phải đảm bảo điều kiện này nó n nguyên dương làm gì có cái ra được bằng không nhìn là biết rồi bây giờ tính lim F tại VN. Nơi nào có N thì ta thay bằng... À, nơi nào có X chưa nhỉ? Thì ta thay bằng à, 1 trên N bình. Rõ ý của thầy chưa đã nào? Được chưa? Thế thì chỗ này sẽ là gì các em? Chỗ này sẽ là 2 trên N bình vì đề của thầy là 2X. Đấy chưa? So sorry chỗ này Đây 2 trên n bình cộng 1 Nhưng dù sao nhá 1 trên n bình hay 2 trên n bình Ôi thì nó cũng tiến về không Khi n dần ra vô cực Như vậy 0 cộng 1 cũng bằng 1 Em thấy hay không? Hai giới hạn này như thế nào nhỉ? Bằng nhau Đó bằng nhau Thế thì từ đây mà người ta dẫn đến tổng quát Thầy vừa làm gì các em biết không? Thầy vừa chọn một vài cái dãy số nào đó Mà nó tiến về không khi n dần ra vô cực và dĩ nhiên là nó phải đảm bảo là khác gì nó nó đã khác không rồi và dĩ nhiên là nó thuộc vào trong tập xác định được chưa nó thuộc vào trong tập xác định d r đó nó thuộc vào trong tập xác định và đảm bảo khác không thế thì cho dù thầy có lấy mọi rẽ khác đi chăng nữa nhưng mà miễn đảm bảo điều kiện là tiến về không khi n dần ra vô cực ấy và khác không rồi thì thầy thay vào hàm số thì hàm số luôn cho thầy một kết quả là một số duy nhất đó thế từ đây người ta mới dẫn đến một cái định à, một cái phương pháp tổng quát để làm bài này đó là như sau đây chính là phương pháp tổng quát để mai kia em làm những cái bài mà tính giới hạn hàm số bằng định nghĩa chúng ta có như sau hàm số đã cho thứ nhất là xác định trên R các hàm khác thì chưa chắc lại trên r có thể là r khác mấy nhưng mà điều đó không quan trọng giả sử chúng ta gọi các cái dãy số un vn lúc nãy chúng ta gọi tổng quát là một cái hàm một cái dãy số xn nào đó giả sử xn là một dãy số bất kỳ nó có thể là u là v là cái gì đó lúc nãy đấy miễn sao dãy số này thỏa mãn điều kiện thứ nhất là khác không và thứ hai là tiến về không khi n dần ra vô cực cái này là do đề bài quyết định điều này nên thầy phải chọn những rẽ phù hợp để nó đảm bảo điều kiện này đó thế thì khi đảm bảo thỏa mãn điều kiện này rồi thì thầy lắp nó vào hàm số nơi nào có x thì thầy thay bởi xn nhớ thì chúng ta sẽ có lim f tại xn trong trường hợp này sẽ chính là bằng 2 nhân xn cộng 1 do xn tiến về 0 đúng không xn tiến về 0 nên 2 nhân 0 cộng 1 bằng 1 <laughs> rất đơn giản vậy thôi hiểu chưa con từ đó người ta kết luận Người ta nói rằng Lim của hàm số Fx này Khi x tiến về 0 là bằng 1 Đó, như vậy em có cảm thấy không? Rõ ràng là cái việc mà hiểu được cái định nghĩa Là một cái hết sức khó đấy Không hề dễ Em nên nhớ điều này Được chưa? Và quay trở lại với cái uh, ví dụ thầy vừa nói Quay trở lại với ví dụ thầy vừa nói nhé Nhìn vào đây Rõ ràng Khi n dần ra vô cực được chưa? Thì 1 trên n này của thầy em nhìn này, 1 trên n này của thầy nó cứ giảm dần giảm dần, nó cứ tiến dần về 0. Được chưa? Nó là một dãy số mà. Nó là một dãy số đảm bảo tiến dần về 0. Thế thì khi mà thế thì các cái số này nó lập thành một dãy số. Thế thì ứng với các cái giá trị n bất kỳ khi thầy thay vào đây thì dụ như là 1 1 phần 2 1 phần 3 Đây nếu mà thầy khai triển rõ đầy đủ ra Thầy có một cái dãy số kiểu như thế này đúng không 1, 1 phần 2, 1 phần 3, 1 4 Các đem bỏ nó vào các em đem bỏ nó vào cái chỗ fx này này các em đem bỏ nó vào đây này đây thầy chọn vào cái dãy số xn nào đó đúng không đây đây là một dãy số xn dưới dạng khai triển đây 1 1 phần 2 1 phần 3 1 phần 4 khi thầy à, hàm số là một quy tắc đối ứng giữa x và fx thôi như vậy chúng ta bỏ các cái bác xn này vào cái cái bác x này này thì các em sẽ có lần lượt các kết quả các em bỏ bác 2 vào đây à, bỏ bác 1 vào đây Thế thì 2 x 1 là 2 Cộng 1 là 3 đúng không? Mấy nữa nhỉ? 1 phần 2 bỏ vào đây Như vậy 1 phần 2 x 2 là 1 1 cộng 1 bằng 2 Các em bỏ 1 phần 3 vào đây Thì các em sẽ có 2 phần 3 Cộng 1 Đúng không? Như vậy là 5 Phần mấy? 5 phần 3 Em bỏ 1 phần 4 vào tiếp đi Ví dụ như thế thầy chỉ lấy mẫu một vài cái đầu thôi 1 phần 4 em nhân 2 vào sẽ có 1 phần 2 cộng 1 các em sẽ có 3 phần 2 Nếu cái này càng ngày càng giảm dần thầy cũng phát hiện ra một điều đó là Cái fx này này nó cũng càng ngày càng giảm gì? Giảm dần Em có phát hiện ra nó nó cũng càng càng ngày càng giảm dần không? Đây 3 này Đây 2 này Đúng không? Đây 1 phần 3 bỏ vào đây là 5 phần 3 này Đúng chưa? Đây, đây cũng 3 phần 2 Giảm dần, giảm dần Và khi em, em cho n càng ngày rất càng ngày càng rất lớn khi n càng ngày càng rất lớn thì xn này này càng ngày càng tiến về gì về không thế thì khi đó f x này này càng ngày càng giảm dần và nó cũng càng ngày càng tiến về một số thực nào đó em bỏ con không để vào kia thì chúng ta được một Đấy, xong Thế từ sau từ đây là giải thích theo cái xu hướng đó là chọn một dãy số bất kỳ đảm bảo điều kiện đề bài thay nó vào và nó sẽ tiệm cận tiến lại gần một số nào đó thì đây chính là người ta gọi cái bác một đấy này gọi l bằng một này này chính là giới hạn của hàm số giới hạn nó chỉ là một con số mà càng ngày nó càng tiến gần lại đến thôi khi mà cái dãy số này nó càng ngày càng tiến ra vô cực còn may sau trở đi nhá khi mà làm bài tập thì lại cực kỳ đơn giản khi mà làm bài tập thì lại không cần phải làm như thế này đâu khi làm bài tập thì các em chỉ cần tiến về đâu em bỏ cái bác yếm thay vào đây là xong cái việc yếu nó chỉ có thay số thôi thì nó lại rất đơn giản có đúng như vậy không ở à, đó còn uh, để hiểu được định nghĩa thì em phải lấy cho thầy một vài rẽ không chỉ uh, xn đâu mà không uh, không chỉ cái rẽ 1 trên n mà rẽ 1 trên n bình cũng hoàn toàn tương tự như vậy với mọi rẽ với mọi rẽ xn mà đều đảm bảo cái điều kiện tiến về không không chỉ có một trên n một trên n bình đúng không thay vào thế thì em phải nhớ giúp thầy là để đảm bảo điều kiện uh, tiến về một số thực l nào đó thì mọi rẽ em chọn là một hình thức bất kỳ em thay vào nó đều phải cùng về tiến về 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 một số thực trong trường hợp nhỡ em chọn rẽ này mà nó tiến về một số em lại chọn một cái rẽ khác em thay vào mà nó lại tiến về một số khác thì lúc đó người ta nói rằng là hàm số này sẽ không tồn tại giới hạn tại cái điểm uh, ví dụ x bằng không trong trường này ví dụ như thế vì em nên nhớ giới hạn nếu có thì chỉ là phải là một một cái giá trị nhất định xác định chứ không có cái chuyện là đây là giới hạn hữu hạn nhé còn giới hạn vô cực thì không nói nhưng mà nó phải chỉ có một mà thôi chỉ có một mà thôi chứ không có cái chuyện là lúc thì thay dãy số này vào nó lại ra các cái kết quả khác nhau Thế thì từ đây chúng ta còn khái quát được cho nhau một cái cách làm nữa Trong trường hợp muốn chứng minh một cái hàm số mà nó không có giới hạn Khi x tiến về một điểm x0 nào đó Chúng ta sẽ chọn cho thầy hai rẽ Đó là một rẽ xn Một rẽ in Hoặc là unvn Hai rẽ này cùng tiến về x0 Nhưng khi thay vào chúng sẽ ra hai giá trị Thực l có thể là khác nhau Hoặc là chỉ cần một trong hai giá trị thực một trong hai giá trị quên mất và nó không tồn tại thì lúc ấy người ta có thể kết luận được là hàm số lúc ấy là không có giới hạn khi x tiến về x0. Như vậy là thông qua đây thầy trò chúng ta đã học được xong cái phần định nghĩa về giới hạn hữu hạn tại một điểm x0. Phần bài tập này thì ra lớp người ta cũng không yêu cầu các em làm nhiều đâu. Nhưng mà các em cũng vẫn nên làm một hai bài để cho nó hiểu định nghĩa thế nào là, là là, là giới hạn tại một điểm còn giới hạn tại vô cực thì vì cái bài ý nó lại đơn giản nó lại không nói à các em có hiểu ý chỗ này được chưa đó và xem hộ thầy xem mai kia về sau muốn chứng minh một rẽ có giới hạn và một rẽ à một hàm có giới hạn và một hàm không có giới hạn thì người ta đã sẽ phải trình bày như thế nào được chưa thế đây là trình bày về việc uh, có giới hạn được chưa về việc có giới hạn thì bây giờ trước khi sang cái ví dụ về việc chứng minh một cái hàm mà nó không có dạng Thì bây giờ thầy cho chúng ta đã có thể chốt được cái, cái, cái định nghĩa về giới hạn của hàm số tại một điểm được rồi Cảm nhé Các bạn các em yêu quý Bây giờ thì các em đã có thể ghi được định nghĩa về giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm được rồi Chúng ta sẽ có cái định nghĩa như sau Thứ nhất Cho một cái khoảng K có chứa cái điểm x0 hàm số y bằng f(x) này xác định trên k hoặc trên k uh, loại bỏ x 0 đều được được chưa miễn là hàm số này nó xác định đây trên k hoặc trên k không chứa x 0 cũng được có nghĩa là hàm số f(x) này có thể xác định tại x 0 hoặc không xác định tại x 0 đều được tại vì khi kem tính giới hạn của hàm số x tiến về x không thì không nhất thiết là hàm số này uh, là nó phải xác định được chưa ví dụ trước của thầy thì hàm số À, là xác định Tại một điểm x không ý rồi Nhưng cũng có những cái bài hàm số không nhất thiết Phải xác định tại điểm đó Thì chúng ta chỉ cần x tiến đến x không thôi mà Thế nên người ta mới có cái câu này này Là hàm số này không nhất thiết Đây có thể xác định hoặc không xác định Tại cái điểm x không này Đó hiểu ý của thầy chưa Thế bây giờ khi mà muốn chứng minh hoặc trình bày Giới hạn của một cái hàm fx Khi x tiến về một cái điểm x0 uh, uh, Nó bằng một cái số thực l thì uh, thầy phải nói được rằng đó là lúc đó với mọi dãy số xn bất kỳ được chưa thỏa mãn điều kiện đó là thứ nhất là thuộc vào cái khoảng uh, k tức là với mọi cái dãy xn thuộc vào cái khoảng k mà loại bỏ x không ý muốn nói là cái dãy xn này này nó khác x không ý muốn nói là xn khác x không và tiến dần về x không khi n dần ra dương vô cực Các em ghi hộ thầy chỗ này cẩn thận khi xn chắc chắn xn là tiến về x không mà hoặc là n dần ra dương vô cực thì ta phải có được đó là lim của f tại xn này luôn tiến về số thực l ấy đúng chưa lúc nãy thầy đã chọn cho em mấy rẽ hai rẽ bất kỳ đấy mà nó cùng tiến về không thầy thầy bỏ vào cái bác fx và thầy tính nó cùng ra một số thực l thì thầy khẳng định được rằng đó đấy một cách tổng quát thì về sau thầy nói là giới hạn của nó là có tồn tại cái chỗ này đã hiểu rồi nhá Ghi vở cẩn thận cho thầy chỗ này đi Được chưa Đây là lý thuyết đấy Chịu khó lắng nghe kỹ một tí à, Định nghĩa coi như là xong Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng dùng cái lý thuyết vừa học Đó Để làm bài ví dụ số 2 Cho hàm số fx x bình trừ 4 trên x cộng 2 Dùng định nghĩa để chứng minh cho thầy Giới hạn của hàm số này khi x tiến về âm 2 được chưa? Thế thì động bằng số âm 4 Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng để ý xem Trình bày đúng 3 bước Được chưa? Bước 1 tập xác định Bước 2 um, uh, uh, Giả sử với mọi dãy số xn bất kỳ Thỏa mãn điều kiện Thứ nhất đó là khác âm 2 Và tiến về âm 2 Khi dần ra, khi n dần ra dương vô cực Chúng ta thay cái dãy số ấy vào hàm số này Thì nó phải tiến về bao nhiêu? luôn tiến về âm 4 Nếu mà không tiến về âm 4 được thì, thì là sai Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng làm từng bước 1 nhé Đúng 3 bước thầy vừa nói Bước 1 Hàm số đã cho chắc chắn là xác định trên R gạch bỏ âm 2 Vì bài này nó có mẫu Được chưa? Đây Đây chính là xác định trên một cái khoảng K Mà nó khác x0 này X0 của em chính là điểm âm 2 đấy Đúng chưa? Đó Đấy, mặc dù hàm số ban đầu đây, có thể là không xác định tại âm 2 Nhưng người ta vẫn có thể tính được giới hạn Khi x tiến về âm 2 mà Tiến về âm 2 tức là khác Đúng chưa? Đâu có phải là bằng âm 2 đâu mà phải sao? Đó, phải hiểu như thế Thế thì chúng ta sẽ có cái bước 2 đó là bước giải sử tôi, Giả sử tôi chọn xn là một dãy số bất kỳ Miễn sao thỏa mãn điều kiện đó là gì? Thứ nhất là khác âm 2 Theo đúng chuẩn điều kiện của bài đặt ra Thứ nhất là khác âm 2 Và thứ hai đó là luôn tiến dần về âm 2 đây vì điều kiện đặt ra cho thầy như thế thầy phải chọn xn tiến dần về âm 2 khi n dần ra dương vô cực. Bài này thầy đang làm một cách tổng quát đấy. Tức là chúng ta có cần phải lấy ví dụ là gì không? Nếu bạn nào thích thì có thể lấy ví dụ một cái rẽ nào đó tiến về âm 2. kem thích. Được chưa? Thí dụ như là cái rẽ gì ấy nhỉ? Thí dụ như là uh, trừ 2n trừ 2n cộng 1 uh, Ví dụ như thế trừ 2n cộng 1 nếu bây giờ thầy lấy cho em một dãy số bất kỳ em thích em chọn dãy nào cũng được. Thí dụ như là chúng ta có thể chọn một dãy như xn mà nó có cái kiểu như là đây. Trừ 2n đây cộng 1 trên n. Đây, dãy này cũng là một cái dãy đây tiến về âm 2. Khi n dần ra dương vô cực em đều biết rồi đúng không? Đó. Nhưng mà chúng ta không làm theo cái kiểu đó là lấy các ví dụ cụ thể nữa, bây giờ nói một cách tổng quát thế này luôn. Đấy gọi là chứng minh bằng định nghĩa đấy. Còn vừa rồi là thầy lấy ví dụ cho mình hiểu thôi. Nghe chưa có thể tự làm giống như cái bài trước của thầy được thì uh, ta có như sau bây giờ ta thay hộ thầy cái dãy số xn này này vào bài thế thì nơi nào có x ta thay bằng chữ xn là xong lim f tại xn nơi nào có x ta thay bằng xn là xong đây là thầy không lấy rõ cái gì thầy thay vào mà bây giờ thầy chỉ biết là xn thôi hiểu chưa thì chúng ta sẽ có xn bình 4 trên xn cộng 2 Để tính cái giới hạn này thì chúng ta bám vào thứ nhất là ta biết thừa là x khác âm 2 rồi Nên ta có thể phân tích tử, phân tích mẫu Em nhìn này, phân tích khi n dần ra dương vô cực đây Em nhận ra trên tử hàng đẳng thức A bình trừ B bình Xn trừ 2, xn cộng 2 Kem Các em làm cho cái xn cộng 2 này nó triệt tiêu vậy Thì chỉ còn có xn trừ 2 mà thôi Có phát hiện ra không? Đó, chúng ta biết là xn tiến về -2 rồi. Bây giờ ta thay -2 vào nó xong. xn tiến về -2, ta thay -2 vào, vậy -2 2 là -4. Điều phải chứng minh. Xong. Kết luận lim fx khi x tiến về -2 có giá trị bằng -4. Thế là xong. À, rồi. Các em có 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 hiểu ý không? Hiểu ý chưa? À đó. Cách trình bày về mặt định nghĩa thì cứ đúng ba bước như thế này cho thầy. Nói chung là không quá khó khi mà em đã hiểu bài rồi. Chuẩn chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có cái ví dụ khác nhé Xem ví dụ 3 đi, ví dụ này mới hay Ví dụ 3 mới là một cái ví dụ rất hay Thầy cho một cái hàm số Nhưng mà nó lại có à, cho bởi mấy công thức Hàm số này cho bởi hai công thức Tức là trên những cái tập xác định, trên những cái khoảng xác định khác nhau Thì hàm số lại có những cái dạng khác nhau Đây, fx có giá trị, à đâu, có dạng là bằng x Trong trường hợp x lớn bằng 0 và có dạng 1 chữ x nếu x bé hơn 0. Hàm này cho bởi nhiều công thức đấy. Bây giờ câu hỏi dùng định nghĩa thầy đã dạy để chứng minh rằng hàm số này không có giới hạn. Không có nhẽ đến câu này chúng ta lại ngồi đoán mò được. Đúng không? Chúng ta phải dùng phản chứng. Các em dùng phản chứng. Nếu như một cái hàm số mà nó không có giới hạn tại một điểm thì chúng ta sẽ phải chọn mấy dãy ít nhất là hai dãy bất hai dãy số xn n bất kỳ miễn sao hai dãy ý tiến về gì về không Chúng ta bỏ nó vào hàm số Nếu mà nó tiến về các giá trị khác hẳn nhau Không cùng về một số Thì tức là không có giới hạn Đấy, đây là cách đơn giản nhất Về sau thầy thông báo với các em là Các em mà về sau may mắn mà đỗ lên đại học Các em vẫn phải học bài này của thầy Vì về sau lên đại học lại học lại <laughs> Vẫn học giới hạn Đạo hàm, vi phân, tích phân Một loạt Và về sau lên trên ý rất hay có những cái bài Bài có định nghĩa như thế này này Sợ lắm, ôi dối khó lắm Tưởng dễ à, làm được mấy bài này không hề dễ tí nào cả Thông thường thì những bài này thầy cô hay bỏ qua, sợ em không làm được. Nhưng mà theo thầy, thầy thấy nó bình thường nó không không khó lắm đâu. Chúng ta nên hiểu sâu sắc bản chất thì mấy kia chúng ta khi tính toán bấm máy tính ta mới không bị lừa. em cẩn thận những cái bài này thầy chứng minh không có giới hạn, nhưng em bấm vào máy tính kiểu gì nó có. <laughs> em cẩn thận máy tính nó không hiểu hộ em những chỗ này được đâu. Máy tính nó buồn cười ở chỗ là cái gì nó cũng có thể tính được hết đấy. Còn có hay không em phải tự biết. <laughs> đấy là lý do tại sao ta vẫn phải học bài này. Không mấy kia ta bị lừa. Uh, học cái bài dãy số của thầy trước đó rồi có thấy không? Cái bài mà dãy số uh, UN bằng âm -1 tất cả mũ n ấy. Đấy, cái dãy số ấy nó cũng không tồn tại giới hạn, nhưng mà các em không cẩn thận cho máy mà tính cái kiểu gì nó cũng ra các kết quả nó, nó, nó linh tinh xòe lắm. Bởi thế, hơn hết các em vẫn phải biết được cái này một tí tẹo thì mới làm được bài. Thì mai kia ra lớp mà chứng minh bài này dễ 10 điểm lắm, coi chừng nhá, 10 điểm đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta sử dụng phương pháp phản chứng. Hàm số đã cho chắc chắn xác định trên R Các bạn có biết tại sao thầy biết D bằng R không? Nhiều bạn bảo thầy ơi Sao này x vừa cái gì dương cái gì âm mà sao thầy lại biết là R Em gộp cả hai, em hợp cả hai cái cái D này lại đây D1, đây D2 Chúng ta hợp lại cả D1 và D2 Thế thì lấy cả lớn bằng không cũng xác định Mà nhỏ hơn không cũng xác định thì hợp lại trả ra R Đúng không? Như vậy mai kia nếu người ta cho hai cái này em hợp lại thì luôn ra R Đây là cái thứ nhất Nào, lấy ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ lấy một dãy số xn nào đó công thức mình tự nghĩ miễn sao nó tiến về gì tiến về không thì mình chọn một trên n tiến về không là thông minh nhất chọn những cái dãy số nó đơn giản quen thuộc dãy số xn này đảm bảo điều kiện đó là chắc chắn tiến về không khi n dần ra vô cực chuẩn quá chọn đúng là được cái gì đâu bỏ cái bác này vào bài thì chúng ta sẽ có lim của fx ta thay bằng xn đó Thế thì bây giờ em thay vào hàm trên hay hàm dưới Cái hàm khác nó chỉ có một cái thôi thì dễ thay cái này có hai cái Thế ta nhớ cho thầy Do 1 trên n là chắc chắn là em chọn cái rẽ này thì nó luôn dương Với mọi n nguyên dương Như vậy nó phù hợp với tình hình ở cái anh chàng trên Em bỏ vào dãy trên hộ thầy 1 trên n nó luôn dương Thế thì bỏ vào cái hàm trên Vậy chúng ta sẽ có Nơi nào có x ta thay bởi xn Đây Và xn ta thay bởi 1 trên n Thế thì chắc chắn tiến về 0 rồi Đây là kết quả đầu tiên Ta có chuẩn chưa đã Bây giờ ta xét một cái dãy khác Ta lấy một dãy khác đi Bây giờ thầy dùng một cái dãy IN IN này thầy lấy trừ 1 trên N Các bạn thích Có thể lấy Trừ 1 trên N bình nhưng mà em chọn một dãy dương một dãy âm cho thầy nhé em nhìn này một cái dương một cái âm này thế lúc trước thầy vừa chọn một cái dãy dương rồi Thế giờ thầy chọn một cái dãy âm Chứ bây giờ mà em lại chọn cùng dương để em thay cùng một cái thì còn học làm gì nữa Em phải chọn một cái dãy nào nó âm Thế thầy chọn cái dãy này là luôn âm là quá ok Trừ một trên n thì luôn âm với mọi n nguyên dương Đấy và tiến về không là quá ổn rồi Thay thì phải thay vào hàm dưới tự giải thích cho thầy nhá Bạn nào thích thì tự ghi vào đây Cái này chắc chắn là nhỏ hơn không Với mọi n nguyên nguyên dương Cẩn thận thì ghi thêm vào như thế hộ thầy Tự bổ sung vào đi bổ sung vào để cho các bạn khác đã biết là thay vào đâu thế thì thay em phải thay vào dưới nơi nào có x em lại thay bởi in như vậy các em sẽ có một trừ in in tiến về uh, in thì là trừ một trên n các em có trừ trừ hóa cộng thế thì một trên n tiến về không các em được kết quả tiếp theo là kết quả là một thế mà lúc nãy thì cái bọn này là mấy nhỉ Lúc nãy thì uh, cái xn thì nó lại là không Các em nhìn này Kết quả lúc nãy đây chúng ta có không Thế mà bây giờ chúng ta lại dùng một dãy khác Thế nó lại ra một mới sợ chứ Đây một Thế thì chúng ta kết luận Từ 1 và 2 Được chưa? Ta dễ dàng suy ra được Đó là uh, hàm số fx này Không có giới hạn khi tiến về không Vì hai kết quả là khác hẳn với nhau Nhớ chưa? Lúc nãy các em có gọi một ông là L1 đi thì lúc nãy là không Kết quả thứ hai là L2 Chúng ta lại bằng 1 Chúng ta có thể ghi rất rõ ràng là do L1 khác L2 Nên không tồn tại lim Mai kia ra lớp các em có thể ghi ngắn gọn đơn giản như thế này là cô giáo hiểu Đây, viết thế này là quá đơn giản Gọi một cái là L1 Tự ghi vào vở cho thầy nhé Một cái là L2 Chỉ cần L1 khác L2 thôi là chết rồi Tại vì các giới hạn nó chỉ tiến đến một cái thôi Thế thì đây là cái cách đơn giản nhất đó là sử dụng phản chứng để chứng minh một dãy không có giới hạn. Các bài khác em làm hoàn toàn tương tự. Cái việc chọn này là tùy ý của em. Vì em đã học giới hạn dãy số rồi, mình có thể tự bịa ra một cái hàm số nào tiến về không, tiến về một hoàn toàn làm được. Thông thường người ta hay chọn những cái bác phân thức dễ làm. Nhớ chưa? Cái việc này là rất uh, là ok. Đấy, như vậy là thầy tin tưởng rằng là qua các ví dụ này của thầy đầu tiên, các em hoàn toàn có thể làm được những cái bài uh, định nghĩa, chứng minh định nghĩa một cách uh, rất là tốt rồi Được chưa? Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đến với lý thuyết tiếp theo Các nhé Bây giờ các bạn và các em ghi cho thầy B nhỏ nhận xét à, Có một số cái giới hạn đặc biệt mà thầy muốn các em để ý Thí dụ như là lim của x khi x tiến về x0 Thì dĩ nhiên là nó sẽ có giá trị là bằng x0 luôn Chuẩn chưa? Thay số thôi là xong mà Về sau cứ thế mà thay số Lim của x khi x tiến về x0 Thế chả là bằng x0 còn gì nữa đúng chưa x tiến về x không thế thì đấy đấy là nó này, đấy thay thay nó vào luôn lim của hàng số c thì bằng chính nó luôn không có x thì chả có gì mà để mà thay cả trong trường hợp giới hạn hữu hạn ý người ta muốn nói là như thế này là mai kia nếu giới hạn này mà uh, tiến về đâu được thì mời các em thay vào trong trường hợp nó là hàng số thì nó bằng chính hàng số ấy à, cái này nó giống uh, bên dãy số đúng không hai cái nhận xét này rất là đơn giản với các em các bạn và kem thân mến, bây giờ thầy trò chúng ta cùng chuyển sang mục 2 nhỏ Đó chính là định lý về giới hạn hữu hạn của hàm số À, à nếu mà trước đó kem đã học giới hạn dãy số mà tốt rồi Thì thầy đảm bảo đã học cái này nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng Vì các cái định lý về giới hạn hữu hạn của hàm số Nó hoàn toàn tương tự như dãy số mà thôi à, à, Chúng ta sẽ có cái nội dung đó là định lý 1 Chúng ta có 3 định lý cơ Định lý 1 đầu tiên rất quan trọng trong quá trình làm bài Thứ nhất, nếu mà các em đã biết lim của hàm f được chưa? Khi x tiến về x0 có giá trị là L. Lim của g, gx ấy à khi x tiến về x0 thì có giá trị bằng M. Có nghĩa là hai cái giới hạn này đã như thế nào rồi? Nó đã hữu uh, hạn rồi. Được chưa? Nó là số thực đấy, hữu hạn rồi, ok. Thì chúng ta sẽ có lần lượt giới hạn của tổng, hiệu, tích thương hai hàm này. Chúng ta có như sau, lim của tổng hoặc hiệu thì đây thành tổng hiệu các lim. Lim của tích thì bằng tích giá trị các lim, đây. Lim của uh, một tích nhưng mà lại là tích của một hàng số à, hà. nhân với à, hàm f thì uh, cái 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 hằng số nhân này chúng ta để nguyên. Có nhớ không? Uh, hàng số đem nhân đem chia ấy, chúng ta để nguyên ở ngoài và chúng ta chỉ cần tính giới hạn của hàm này thôi. Đó thì bằng k nhân l. Cái này dễ hiểu rồi, rủi dễ, dễ quá rồi. Đúng chưa? 4. Cuối cùng là lim của một thương thì bằng tỷ số đây thương giữa các lim Trong trường hợp này là nhớ là mẫu khác không hộ thầy À thế thì rõ ràng học dạng dễ số rồi thì học cái này rất đơn giản Và nhớ chúng ta chỉ được phép tách các lim này ra Bạn nào cẩn thận ghi rõ hộ thầy Chúng ta chỉ được phép tách các lim này ra trong các cái trường hợp đó là Nhớ là các cái lim này phải có giá trị là ừ, hữu hạn xác định rồi <laughs> Nhớ nhá Chứ bây giờ lại toàn các cái vô cực ở đây thì coi chừng là sẽ có những cái trường hợp vô định các em biết rồi đúng không vô cực thì không phải trường hợp nào nó cũng uh, xác định ra đâu có những bốn cái trường hợp vô định mà chúng ta đã xét rồi đấy đó là vô cùng chia vô cùng không chia không uh, vô cùng nhân không và vô cùng trừ vô cùng bốn cái trường hợp này là chúng ta không dự đoán được kết quả như vậy là uh, nhớ là cho thầy trong những cái trường hợp không phải là hữu hạn thì không được tách lim ra đâu nhé đây là người ta đang có chính, tính chất đó là xuôi chiều thôi đó là biết các lim thành phần này thì chúng ta có những cái này Chứ không phải là tự, cứ từ những cái này là cứ tách thoải mái ra đâu Có những cái trường hợp mà trong này nó lại còn tổng vô hạn chấm 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 Chúng ta còn không được tách ra nữa cơ Thầy đã chứng minh nhiều cho các tiết học trước rồi Em cẩn thận không ai kia cứ bị lừa Nhớ nhá Lý thuyết cũng quan trọng phết đấy Bạn mà không nhớ lý thuyết máy tính hoặc, hoặc là bất cứ một phương pháp gì Cũng không thể nào cứu được bạn Đúng không? Một khi người ta đã muốn lừa rồi Em có muốn tránh chả được Được chưa? Thế nên là chúng ta nhớ đang xét về định lý giới hạn hữu hạn thôi nhớ cho thầy. À, rồi, hết định lý 1. 2 là chúng ta có định lý đó là giả sử lim của hàm f đây tiến về L khi x tiến về x0, tức là giới hạn tại một điểm đấy. Thì chúng ta sẽ có thêm những điều gì? Thứ nhất, nếu có căn bậc 3 của f thì rất đơn giản, tính f thôi rồi lấy căn bậc 3. Đúng không? Căn bậc 3 thì L âm hay dương thoải mái tùy ý không sao cả. Nói chung là căn bậc lẻ thì không có điều kiện gì chỉ việc tính xong rồi lấy căn đây thích trị đối gì tính xong rồi lấy trị đối l là xong những cái này chỉ gọi là phụ trợ thêm biết hết cả rồi mà riêng trường hợp mà căn bậc chẵn thì ta phải lưu ý muốn tính được giới hạn thì biểu thức bên trong căn bậc chẵn tức là fx này là nó phải không âm tức là lớn hơn hoặc bằng không không nhất thiết là phải lớn hơn hoặc bằng không với mọi x đâu Các em cẩn thận mai kia để đừng bị nhầm có nghĩa là nó chỉ cần lớn hơn bằng không trên một cái khoảng mà nào đó đang xét cái này mà nó chứa ít không như này, ví dụ thế Tức là nhớ là đang xét trên một cái khoảng nào đó thôi Chứ không nhất định nó cứ phải là luôn luôn dương vị trên R đâu Nhiều bạn lại bảo thấy ơi em không thấy luôn luôn dương trên cả R Không nhất thiết Chỉ cần là dương được trên cái khoảng đang cần thôi Cái khoảng đang xét thôi là được Và lim của hàm F này đã tiến về L rồi Thì ta nhớ cho thầy một điều đó là Hàm dưới dấu căn bậc chẵn này mà dương à, không âm ấy Thì giới hạn tính ra cũng chắc chắn phải là số không âm Không có chuyện âm nữa nhá Nhớ đấy các cái hàm khác không sao như hàm mà dưới dấu căn bậc chẵn này thì tính ra nó cũng phải là nó cũng phải là số không âm và dĩ nhiên muốn tính lim căn của nó thì lấy căn của l là xong cái chuyện này rất đơn giản dễ hiểu chả có gì khó khăn cả ok còn nếu như mà cái hàm f này ta thấy mà nó còn luôn âm thì thôi rồi ta nói không có tồn tại giới hạn được cẩn thận nhưng mai kia à, các em nên nhớ một điều là khi tính giới hạn thì không nhất thiết là phải đặt điều kiện xác định đâu nhưng mà chúng ta phải ngó ngó qua một tí nếu mà nó lại không có cái tiến về cái cái, 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 đảm bảo cái điều kiện thì nghe trông nó cũng hơi vô lý đấy cẩn thận nhớ đấy nhé định lý số 2 là coi như xong cái này cũng tương tự như là dãy số thầy có một điều nhớ cần dặn các em đó là định lý trên này các định lý trên này này vẫn còn đúng khi x tiến về vô cực có nghĩa là ngoài giới hạn tại một điểm thì về sau so tính giới hạn tại vô cực các em cũng xử lý hoàn toàn tương tự như vậy nó vẫn còn nguyên đúng các tính chất này chúng ta vẫn có thể áp dụng được các em nhớ chưa À đó nhá Nội dung của định lý số 3 Đây là định lý kẹp Dành cho giới hạn hàm số mà thầy mở rộng Những cái này học trong sách nâng cao Nhưng mà yên tâm là cái gì cần thiết thầy dạy hết Mai kia khi đi thi thì thống nhất là người ta sẽ cho sách cơ bản Nhưng mà kể cả em có dùng kiến thức sách nâng cao Thì cũng không ai làm gì em Ai đi điều tra theo dõi em là người xem học cái gì Đúng không? Nó cũng chả sao cả Giống như là em ngồi trên mái nhà thì em sẽ Có nhiều kinh nghiệm hơn là Cái người ngồi dưới mặt đất <laughs> Đúng không? Thế nên là mình cứ học thôi Cái gì đơn giản dễ hiểu thầy dạy Như vậy định lý kẹp có nội dung như thế nào? Sẽ xử lý được một số câu đấy mà nó khó Kể cả những cái câu Có những câu rất vô định Đặc biệt là những cái câu mà có chứa lượng giác xin cốt Là người ta rất hay sử dụng định lý kẹp Các em có thể xem lại phần dễ số Thầy có nói qua cho em Có ba cái hàm số đó là hàm F, hàm G, hàm H Đều xác định Ở trên một cái khoảng K Được chưa? Khoảng K Kể cả khoảng K khác hay không Sí. xác định trên khoảng K khác không nào đó. Nếu chúng ta đánh giá được hàm F bị kẹp giữa, hàm F là hàm chủ đạo, hàm chính mình đang xét ấy, mà chúng ta đánh giá được mà nó bị kẹp giữa hai hàm hàm G và hàm H với mọi x thuộc trên khoảng K khác không này. Thì à và còn một điều kiện nữa đó là hàm hàm G và hàm H này này đều tiến về L khi x tiến về x không nào đó thì tôi suy ra được đó là hàm F này cũng tiến về L nốt. Nhớ nhé. Xin nhắc lại Nếu uh, Đây là em Em lại là anh hai anh chưa Trên em có anh cả Dưới dưới em lại có em út Thế bây giờ em út và anh cả thì đều thích cái món này Thế Thì thôi mình cũng thích luôn <laughs> Đều thích cái món này Chứ bây giờ là hai người thích rồi mình lại không thích Thì nghe trông nó hơi buồn cười Được chưa? Đơn giản vậy thôi Chứng minh em có thể đọc sách nâng cao về sau các em nhớ học cách đánh giá này nhé Hai cái hàm lớn và nhỏ này mà nó cùng tiến về L thì coi chừng cái ông này tiến về L luôn Nhớ cho thầy cái này, có những lúc thì thầy sẽ cho thêm một vài ví dụ Ở sách giáo khoa cơ bản thì có thể không nói Nhưng mà mình cứ học thêm cho nó hiểu biết Thế người ta gọi là bị kẹp giữa đấy Giống như là bánh mì ở đấy Kẹp xúc xích kiểu như ở giữa có gì đâu, rất đơn giản Cái này thầy mở rộng thêm Nhớ cho thầy Cái gì cần thiết vẫn phải học đấy Bây giờ thì bắt đầu thầy trò chúng ta làm bài tập được rồi nha à, Sau khi đi qua định lý xong thì thầy trò chúng ta đến với nghe các cái ví dụ áp dụng nghe Các bài tập này hết sức quan trọng, thầy đi từ dễ đến khó, nhớ để ý vào cho thầy Bây giờ ví dụ, uh, cái, cái ví dụ 4 này, này đây chúng ta có 4 câu như thế này Thì bây giờ chúng ta nhớ là tự dừng màn hình trước để xem thử, xem trước khi thầy giới thiệu và gợi ý xem mình có làm được không Thì chúng ta có thể thấy bốn câu này như sau Bốn cái câu này thì cách giải của cái giới hạn hàm số này rất đơn giản các em ạ. Đầu tiên ấy, khi người ta cho các em x tiến về một điểm x0 nào đó thì công việc của em ấy là phải nhận dạng xem cái giới hạn này nó là giới hạn hữu hạn hay là vô định. Đúng không? Thế bây giờ em thay vào mà thấy là mà nó đã hữu hạn và xác định rồi thì thôi em chỉ cần thay số thôi là em dừng luôn. Thế người ta gọi là giới hạn hữu hạn và xác định đấy. Còn nếu mà nó rơi vào một trong bốn cái dạng mà vô định mà chúng ta đã học ấy được chưa? Thì đến lúc đó sau so các bài này chúng ta sẽ có hướng xử lý tiếp Có hiểu ý của thầy chỗ này chưa? À đấy Thì đầu tiên các em phát hiện ra là thay số vào thì tính được luôn Thì mời các em là thay nhẩm bằng tay hoặc là Ấn phím CLC can của máy tính cũng được Thế tập thay bằng tay cho nó thông minh nhé à. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu làm câu A trước nào Thầy cho đa dạng chưa? Nhìn thấy thích không? Thầy cho mỗi một loại thầy đều cho một câu rất đa dạng Không bao giờ trượt được các bài của thầy đâu Được chưa? Thứ nhất ta có nhận xét các cái giới hạn này thì các cái hàm số này nó đều xác định tại x0 hết. Không có cái hàm nào nó vô định tại x0 cả. Thế nên là mình cứ thay số thoải mái. Thế giờ câu A trước đi mình bỏ cái bác hai này mình thay vào đi. Thì đáng nhẽ nhá. Theo tinh thần của định lý là bước 1 là mình phải tách ra đã. Là thành lim của x mũ 3 trừ đi 5 lần có thấy 5 là hệ số nhân bên cạnh không? Đẩy nó ra ngoài lim. À đây trừ 5 lần lim x bình cộng lim của bẻ. Rồi còn phải ghi đầy đủ cái tiến ở dưới này mà làm cái này nó hơi dài, hơi mệt như, Nhưng các bài về sau nó dài ấy. Thôi, về sau thống nhất là thay số luôn Nó sẽ có 2 mũ 3 Trừ 5 x 2 bình cộng 7 Nhầm nhầm một tí này ra âm 5 Được chưa? Để mai sau giờ đi các cái bước này Học giống như trong dạng dãy số ấy Thôi các cái bước uh, lua rua ở giữa bỏ qua nhé khi thay số luôn thì em bỏ cái chữ lim đi Không ai kia nhiều bạn đến thầy phải phát hiện ra một điều là lỗi trình bày kinh lắm đến cái chỗ này rồi vẫn còn lim cái thay số rồi thì đừng có lim nữa nhớ chưa rồi cái thích vào máy tính thì bấm đây nhập nguyên đề vào máy tính gõ alpha x thoải mái ấn phím clc can cho mấy can thẳng cho hai được chưa thì kết quả hiện ra là âm năm luôn thế là ấn bằng là xong đây tôi quá thông minh rồi thôi cái câu này em cho là thì quá ăn điểm rồi thế tương tự làm câu b luôn nhỉ câu b thì bỏ hộ thầy cái bác âm hai vào chú ý là khi bỏ cái bác âm hai vào đây thì ta được như sau ta tính được đúng không? Ta được 4 cộng 5 khai căn thì là 3, 3 cộng 2 5 <laughs> Đơn giản 5 Tự kiểm chứng lại xem mình đã biết nhầm chưa, mình đã biết bấm chưa Cái gì cũng đều có tác dụng cả Hay là mình còn đang không biết những cái phím gì thì mình cũng phải để ý một tí Được chưa? Học cái gì nó cũng đều có kỹ năng cả đấy Bây giờ sang C À chị tuyệt đối Chị đối cũng chả có gì đâu Bỏ hộ thầy cái bác căn ba này vào đây Bình lên, thế là 3 chữ 4 chị tuyệt đối thì không bao giờ ra âm đâu nhá chị đối âm một thành một đấy và máy tính bấm ship hip tức là cái chức năng abs ấy biết biết chị đối rồi đúng không ship hip tức là chức năng abs của máy tính ấy bỏ cái bác này vào can cho căn 3 tự bấm nhá ra một luôn và d x bình nhân sin x rồi cộng cốt x khi x tiến về bg 2 Dĩ nhiên là sin b chia 2 cos b chia 2 thì nhiều bạn bây giờ thông minh, người sư học lượng giác với thầy mà giỏi. Ôi dồi ôi chả cần bấm máy tính nó cũng biết. Nào thay vào. Thay cẩn thận này, đây là một cái bác phân nên đóng mở ngoặc đàng hoàng, bác phân này, bác nó âm này cũng phải đóng mở ngoặc không là sai hết đấy. Bi trên 2 tất cả bình sin b chia 2 cộng cos b chia 2. Các em đều biết thừa là sin của bi chia 2 kiểu như sin 90 độ. 90 độ sin 90 độ bằng 1. Còn cốt 90 độ bằng 0 Úi ngày xưa mà học giỏi lượng giác thì chả cần bấm Kết quả trộn trên này sẽ là bi bình chia 4 nhân 1 cộng 0 kết quả bằng bi bình chia 4. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó là không phải kết các cái kết quả kiểu vô tỉ như thế này thì thôi rồi, máy nó hiện ra sắp xỉ kinh lắm. Nên các em kiểu gì cũng phải biết biết một tí. Chứ em trông chờ đợi máy tính đọc hộ kết quả đẹp ra thì không có đâu. Đây, khi chúng ta ấn thế này vào máy tính thì lưu ý để hộ thầy cái radian một tí không mấy kia để để cái chữ D to tướng để, để độ rồi bảo chả hiểu sao máy nó không ra. Để uh, radian cho thầy đúng chế độ nhá. Sau đó ấn can, can cho can cho bi chia 2 thì nó hiện ra một cái bọn hơi 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 lẻ. Mặc dù không phải là tuần hoàn, số thập phân tuần hoàn nhưng mà nó kiểu này nó lẻ. Thế thì câu này nó chỉ kiểu phù hợp trắc nghiệm thì còn bấm cái này thôi. Nếu nó có đáp án cơ. Còn nếu không thì em lại phải thử đây. Bi bình chia 4 ấn bằng thì nó cũng ra chuẩn kết quả như thế. Như vậy là kiểu gì thì kiểu các em cũng vẫn phải biết biết một tí mà thay vào. Chứ mai kia người ta bảo là nó không đọc được thì sao? <laughs> Ví dụ 4 là kết thúc thành công, đây là những giới hạn hữu hạn và đã xác định. Bây giờ chúng ta chuyển sang một số cái dạng uh, vô định mà hay gặp nhất của cái giới hạn khi x tiến về x0 này này, đó chính là dạng 0 trên 0. Các em sẽ sang bài uh, ví dụ số 5, tính một số giới hạn mà có dạng 0 trên 0. Các em thân mến, trong bốn dạng vô định thì dạng vô cùng trên vô cùng Dạng vô cùng trừ vô cùng các em đã được xét rất kỹ với thầy khi em học giới hạn dãy số cái đặc sản lớn nhất của giới hạn hàm số đó chính là dạng 0 trên 0. Đây là dạng quan trọng và gần như chiếm chủ đạo mới nhất trong phần học về giới hạn hàm số. Còn những cái dạng cũ kia tí nữa thầy chỉ cần nói lại thôi là các em coi như đã, đã biết cách làm hết rồi. Các em có thấy học cái dạng nào hàm số đây còn mỗi cái này thôi. Thì cái này nó lại đa dạng kinh khủng. Hay lắm. Thế bây giờ các bạn phải nghe tập trung xem cái cách xử lý của dạng 0 trên 0 này là gì. Đầu tiên, các bạn muốn nhận được ra dạng 0 trên 0 thì bạn phải thay thử cái bác 1 này này vào Ờ, trên tử dưới mẫu thì bạn thay vào bạn sẽ thấy ngay đây là thầy đã cho hết cả rồi đây nhìn này một cộng một cái trừ hai này bằng không này dưới này một trừ một bằng không thì không trên không là vô định là không xác định được đó các câu khác cứ tương tự có thế mà thay thử mà xem nó mà lại thay vào máy tính mà ra kết quả luôn rồi thì còn mình còn ngồi cười chứ nó khỏe việc được gì phải làm nữa đi thi làm gì có cái chuyện là tính ra luôn được được chưa thế giờ chúng ta phải nhớ Quan trọng nhất là phương pháp để xử lý để làm mất cái dạng khử cái dạng vô định không trên không này là gì? Thì có nghĩa là người ta sẽ phải làm như sau. Nguyên nhân là tử và mẫu có dạng không trên không vì tử và mẫu đều nhận một nghiệm là x bằng 1. Chính vì thế ta phải phân tích đa thức thành nhân tử để làm triệt tiêu nhân tử chung là x 1 đi thì biểu thức sẽ làm mất dạng vô định không trên không nghe Đến lúc hết vô định rồi thì đến lúc ý chúng ta thay số thì là xong. Như vậy về nhà phải học lại hai điều mà thầy cần dặn, uh, các em nhớ được ở đây. Thứ nhất, về nhà học hàng đẳng thức. Hàng đẳng thức là một trong những công cụ rất là quan trọng để phân tích đa thức thành nhân tử. Không nhớ hàng đẳng thức thôi coi như là bye bye, chia tay từ đây, không nhớ cái gì. Hàng đẳng thức thì ai nhớ hộ được, được chưa? Phải cố mà nhớ, đáng nhớ mà. Cái thứ hai là về nhà xem lại một số phương pháp tách ghép thêm bớt nhóm để làm xuất hiện nhân tử chung. Được chưa? Vân vân. Được chưa? cùng với kỹ năng liên hợp khi gặp căn đấy là một số cái, cái 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 mà thầy muốn các em nhớ được khi phân tích ngoài ra em phải còn phải nhớ một số cái cách nhẩm nhanh nghiệm nếu rơi vào phương trình bậc hai nữa cơ có nhớ ngày xưa vs không hay bây giờ cái gì bấm máy tính nếu nhẩm được nhanh một số trường hợp đặc biệt nghiệm theo vs thì cũng sẽ giúp cho các em phân tích nghiệm được một cách dễ dàng hơn nhớ chưa à rồi nhớ chưa thế bây giờ nhá thầy nhắc lại về cái việc đó là phân tích các cái phương trình bậc hai hoặc bậc 3 nếu em dùng máy tính chẳng hạn thì các em sẽ vào chức năng giải phương trình đây chọn mốt 5 mốt 5 giải phương trình eqn tùy máy nhá nhưng mà thông thường là đây là máy uh, casio vinacan thì vẫn cứ dùng một cái này còn các bạn khác thì tự xem xem nó, nó rơi giải phương trình ở trong uh, 580 xem nó rơi vào mốt mấy đấy được chưa xem mốt mấy nó giải phương trình đấy về tự xem nhá đây là các cái máy thông dụng nhất là casio vinacan thì vẫn dùng mốt năm mốt năm chúng ta vào đây và chúng ta sẽ phát hiện ra hai cái chức năng quan trọng nhất đó chính là chức năng số 3 và số 4 đó là giải phương trình bậc 2 và phương trình bậc 3. Các em chọn 3 trước. Chưa ở đây giải phương trình bậc 2. Rồi kiến thức từ hồi thơ bé lớp 10 rồi. Nói thêm cho những cái bạn nào nhỡ không biết. Nhập hộ thầy thử xem nào xem có phân tích được không. Đây 1 này bằng 1 này bằng âm -2 bằng Máy tính sẽ hiện ra hai nghiệm đó là 1 và chữ 2. Nhớ chưa? Thực ra thầy cứ bảo các em một tí tẹo chứ đây là bấm để cho các em biết chứ nó vui thì riêng mấy cái câu này là thầy đã gài cho cách nhẩm rồi. Được chưa? Thầy đã gài cho mình cách nhẩm rồi, mình lại còn không biết nhẩm nên nó mới phí. Thấy chưa? Cái này em mà để ý kỹ cách nhẩm ở đây chính là a cộng b cộng c. 1 cộng 1 cộng âm 2 bằng 0 nên thầy biết thừa một nghiệm là 1. Một, một nghiệm là c trên a. C trên a nó có phải là âm 2 không? Đấy, như vậy qua đây các em về ôn lại cách với máy tính Cách nhẩm nghiệm trong những trường hợp đặc biệt của VS đó, Bạn nào mà học với thầy rồi thầy tự tin là ngày xưa chắc là kem cũng đều giỏi rồi Đây thầy cứ nói thêm vì có thể có nhiều bạn ngày xưa học cái này yếu thì sao Bây giờ chúng ta bắt đầu trên cơ sở đó ta làm được bài rồi nhá Đây câu A đây Bước 1 nếu bạn nào thử lấy máy tính Can thử cho một máy báo lỗi ngay Để chúng ta nhận ra rằng chắc chắn đây là vô định rồi Chứ không còn là xác định nữa Mày báo lỗi ngay Đấy là cách đơn giản nhất để bạn phát hiện ra là vô định Thế nhờ sau khi biết nghiệm xong Được chưa? Biết nghiệm xong Thì bạn nhớ một cái phương trình sau khi biết nghiệm xong Có dạng ban đầu là nó là AX bình Cộng BX cộng C bằng 0 trong trường hợp A khác 0 Bạn nhớ sau khi biết hai nghiệm là X1, X2 Thì bạn phân tích hộ thầy là A nhân X trừ nghiệm 1 nhân X trừ nghiệm 2 Đều biết rồi Tức là ra cái gì thì đổi dấu nó hết đi Thế là xong như vậy các em vừa có x bằng mấy nhỉ? Các em vừa có một nghiệm là 1 và một nghiệm là mấy? Một nghiệm là âm 2 thì các em hoàn toàn viết được a của em chính là 1 đây này. Nhân x trừ 1 nhân có cái dấu gì đổi dấu ngược hết đi sang đây nhá. cái cộng 2. Đấy chính nói này. Đây là cách phân tích nghiệm. Còn các cái bài khác mà trong trường hợp a của nó mà 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 không phải là số 1 thì em vẫn phải nhớ để ý nhân vào đây nhé Hôm mai kia các em quên là hỏng đấy. Là phân tích là không ra gì đâu thầy nhắc lại một lần cho nhớ như thế không mà kia không 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 biết gì là hỏng luôn bài của thầy đấy nhớ chưa nào được ghi x trừ một được chưa x cộng hai đến đây thì dễ dàng triệt tiêu được nhân tử chung đó chính là thừa số chung triệt tiêu x trừ một như vậy chỉ còn có mỗi x cộng hai đến đây chúng ta bỏ bắc một vào kết quả bằng 3 đây là nguyên tắc chung khi giải các câu có dạng 0 trên không thay thầy bảo này khi mà bấm máy tính Thì các em can hộ thầy cho Em em quay lại nhé Bây giờ thầy bảo nhé Lúc này báo lỗi rồi em ấn phím quay lại đi Ấn phím tam giác để quay lại Bây giờ khi bấm máy tính thầy dặn dò cho luôn Để mai kia thầy làm mẫu một câu này thôi Các câu so nguyên tắc cứ thế mà làm Thì khi can máy tính Người ta sẽ Can cho x Bằng đúng cái giá trị x không ấy Cộng hoặc là trừ với một đại lượng vô cùng nhỏ Thí dụ như là khoảng 10 mũ trừ 9 thầy hay lấy như thế này các em ghi vào vở. Thí dụ đối với thầy vô cùng lớn thầy hay chọn là 10 mũi 9 hoặc là 10 mũ 10 trở lên là 1 tỷ đúng không? Nhưng mà đối với thầy thì đại lượng vô cùng nhỏ thầy hay cộng thêm sắp xỉ bên cạnh thì thầy hay lấy 10 mũ -9 có nghĩa là 1 phần tỷ. Nhớ nhá. Hay nó chính là 1,000000001. một trời ơi mỏi mồm quá đây này đọc. Các em đừng có nhập bằng tay như thế này nó nó lâu. Nhập giống thầy thế này cho nó, nó thống nhất đi em có thể cho 10 mũ trừ 9 hoặc là 10 mũ trừ 10 Một phần tỷ Thế là ra, đây này, can cho chính là cái đống đống này này Hiểu rồi chứ Đấy, chúng ta cho một cái giá trị sát 1 Trên 1 hoặc là dưới 1 một, một tí cũng được Thế thầy mới ghi chỗ này là cộng trừ Thích lấy cái nào thì lấy, tùy ý Chúng ta ấn bằng Thì kết quả hiện ra đẹp luôn Kể cả nó có không đẹp thì cũng làm tròn lên Tự nhiên nó thành đẹp hết Nhớ nhá, thì là ba Đấy, câu đầu tiên thầy dặn dò rất kỹ về cả việc phân tích nghiệm dẫn đến và cả cái việc bấm máy tính để thử để cho nó chắc ăn nói chung là biết càng nhiều thì càng tốt đấy chưa bây giờ trên cơ sở đó ta tiếp tục làm câu b để ý vào đây nhá a à, thầy bảo này riêng đối với cái máy 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 uh, uh, vinacan s và lớp hai cái máy này nó có cái chức năng có chữ liêm luôn cũng được thì bây giờ các em có thể vào ship 6 chọn 5 ship 6 cũng được nhé Ship 6 chọn gì? Chọn 5 Nó hiện ra chức năng lim luôn đây này Thế các em cũng có thể nhập cái, 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 cái này cũng được Thì được cái là Trong cái phần học về giới hạn hàm số Thì thầy phát hiện ra là Vinacan này trong trường này Hình như là tính uh, thuận tiện nó nhanh hơn Nó chỉ cần nhập chúng cái số đằng sau Đây Nhập đề và nhập chúng số đằng sau là một Ấn bằng phát nó tính nhanh lắm Nó không mất công là phải Nhiều số Phải 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 đằng sau đâu Thầy thấy phát hiện ra trong trường em dùng Vinacan thì nghe có vẻ là tiện hơn thật Đấy nó lại hay thế Còn không bình thường em chả cần Em chỉ cần ấn CLC được rồi, chả bảo sao cả Đấy trường này ấn bằng thầy thấy nó ra ba nhanh lắm Như vậy trong trường này nếu mà hỏi mượn cái Vinacan được thì Sau giờ đi thống nhất là hai cái này là như nhau nhé Nhưng mà mình đỡ phải cộng trừ thêm một cái đại lượng vô cùng nhỏ đằng sau cho đỡ mệt Hiểu không? Ở đấy mấy này nó vui nhỉ <laughs> Đúng là mỗi một ngày nó đã phát hiện ra thì nó lại có nhiều thứ nó hay thật Hay thật thế từ sau giờ đi Bạn nào có cái chữ lim này thì bấm lim thoải mái Yên tâm Câu B Câu B thì trên cơ sở phân tích nghiệm như vậy Kem sẽ thấy như sau Thứ nhất bạn có thể tự bấm nghiệm ở trên hoặc nhẩm nghiệm Thế thầy có thể đoán ra uh, Đây chính là cái trường hợp A trừ B cộng C em xem mà xem có phải là Đây 1 trừ trừ 1 đây Rồi cộng v 2 À cộng âm 2 chứ Nó đúng bằng 0 Đây này các em nhầm cho cẩn thận Đây chính là trường hợp nhầm được nghiệm theo VS Thầy cố tình gài vào cho giải cho nó dễ Như vậy một nghiệm chắc chắn là bao nhiêu nhỉ Một nghiệm chắc chắn là âm 1 Và một nghiệm chắc chắn là âm C trên A Tức là 2 Như vậy thầy sẽ viết được đổi dấu ngược đi Thầy viết thành x cộng 1 x 2 Xin mời x cộng 1 x 2 chuẩn hiểu không dưới mẫu phát hiện ra không cần bấm máy tính mà chúng ta lại đặt được thừa số chung Mời các em đặt hộ thầy x bình là chung các cái kỹ năng như là nhóm thừa số chung hoặc là nhóm thành từng cặp được chưa nhóm ghép để xuất hiện nhân tử chung là các em phải thành thạo vì kiến thức này học từ hồi năm lớp mà. hồi thơ bé rồi hồi lớp 7, lớp 8 gì đó học hết rồi bây giờ về nhà không biết thì về hỏi lại em mình cháu mình yeah. bây giờ nó học cái này hết rồi đấy bây giờ đưa cho nó là nó biết làm rồi đấy chứ không phải là không đâu bây giờ triệt tiêu hộ thầy nhân tử x cộng một đi đây này, vì nó làm cho cái dạng này bị vô định mà Kết quả chỉ còn có x chữ 2 chữ x bình Các em bỏ âm 1 vào đây Thì em sẽ có âm 3 trên 1 Kết quả bằng âm 3 Kiểm tra lại bằng máy tính ta có Can cho Đây này, can cho âm 1 cộng với 10 mũ chữ 9 Theo cách của thầy Cộng hay trừ tùy ý, không sao cả Kết quả hiện ra âm 3, quá chuẩn Như vậy thầy làm rất chính xác Thầy luôn luôn có cái này để coi như là nói có sách mách có chứng Được chưa à, Xong, đấy như vậy biết bấm máy tính rồi này biết nhẩm nghiệm vs rồi này chúng ta sang câu đây thích dùng vinacan thì có càng nhanh đây có cả vinacan luôn này xịn chưa xe nhá nào trong câu C thầy đòi hỏi các em có nhận ra cái gì không không nhận ra cái gì chết cái này giống như đầu bài thầy có nói hằng đẳng thức ít ra bạn cũng phải nhớ nhớ một tí hẳng thức thí dụ như là vài ba hẳng thức đầu tiên không nhớ cái gì là không làm được gì đâu là phân tích nó lâu đáng nghĩa người ta thuộc hàng thức người ta làm nhanh mình cứ loay hoay kể cả mình biết máy tính làm mình vẫn lâu đây chỉ là thức a bình trừ b bình a bình trừ b bình có nghĩa là a trừ b a cộng b x trừ hai x cộng hai còn dưới này là a lập phương trừ b lập phương hằng thức đẳng thức số 6, số 7 ấy. về nhà sẽ có nhớ không x mũ 3 trừ hai mũ 3 bằng a trừ b nhân a bình cộng ab cộng b bình bạn nào không biết thì về nhà xem lại ảnh thức hộ thầy X 2 X bình phương cộng 2X cộng 4 Nhớ Hiệu nhân với bình phương thiếu của một tổng ấy mà Dễ ơi là dễ Mấy cái này trong phần học bắt buộc phải thuộc kem ạ Nếu mà kem không thuộc không làm ăn được gì cả Triệt tiêu nhân tử x 2 Chúng ta sẽ chỉ còn cái đống này Kem bỏ cái bác 2 vào đây Em thay số hộ thầy Thì tính được rồi 2 cộng 2 này 4, 4, 4, 4/12 1/3. Cùng kiểm tra lại xem thầy làm đúng không nhá. Quá hoàn đúng. À thế bảo này. Vinacan đây. Hay gì đi chăng nữa, nó hiện ra 0.333333333 rất nhiều 33 rùa rùa 33 ở đây. Làm thế nào để hiện ra kết quả đẹp chắc là các em đều biết rồi. Bạn nào thông minh thì các bạn bạn ấy biết thừa đây là phân số 1/3. Nhưng nhỡ có những bạn đã không thông minh lắm, thì thầy lại chỉ cho một cách hay lắm. Chúng ta có nhiều cách lắm. Nếu mà các em đã học cái cách mà làm tròn số từ số thập phân vô hạn tuần hoàn ở trong cái bài uh, tiết học cấp số nhân lùi vô hạn thầy rẽ thì các em có thể ra ngoài em gõ cái số này em gõ tràn màn hình khoảng hai chục số 3 một cái em ấn bằng thì máy cũng sẽ hiện ra 1 phần ba nhưng mà thầy phát hiện ra là cách ý vẫn hơi lâu một tí thì thực ra máy tính kể cả casio lẫn vinacan đều có chức năng đọc số tuần hoàn số vô hạn tuần hoàn đấy các em vào máy tính bấm như sau các em gõ đây cách đây là cách thứ nhất thôi. cách này cũng được nhưng mà lâu lắm. Ấn bằng. Cách thứ hai là kem dùng cái máy tính ấy, kem có cái phím alpha căn. Kem ghi. Có một cái chức năng rất là hay nhá. Đó là chức năng alpha căn. Đấy. Em cứ xem mà xem. Hai máy này thì cái, cái máy này nó hiện ra cạnh ngang trên đầu còn cái máy kia thì nó lại hiện ra cái 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 ngoặc ngoặc đằng sau nhưng mà thôi cũng như nhau cả thôi. Các em nhập cái phần tuần hoàn vào đây Cái này nó tuần hoàn với chu kỳ 3 Cái gì lặp đi lặp lại gọi là tuần hoàn đấy Các em bấm đúng như thế này Gõ alpha căn hộ thầy nhé Gõ thử mà xem Thì bấm như thế này ấn bằng phát nó hiện ra 1 phần 3 Ui hè ơi là hè Thầy phát hiện ra là hôm trước có thể thầy chưa nói Hôm nay thầy nói luôn cho Như vậy là kết quả cho dù hơi xấu một tí vẫn đọc được Không phải là xấu mà là kết quả ở dạng nhỡ nó, 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 nó giấu mình đi thì mình phải làm cho nó hiện ra bằng phím alpha căn Nhớ học thuộc Không ai kia Không đọc nổi đâu Nhớ nhé Đấy là câu C Câu D Ôi rồi Nào Câu này rồi thì hỏng rồi Câu này nhiều bạn không làm được đâu Coi chừng đấy Đây bắt đầu À, thầy cũng dặn dò luôn các em cẩn thận nhé Học nhiều nhiều bạn tàu hỏa nhập ma Nhiều bạn lại bảo thầy ơi Cái giới hạn này là bậc thấp trên bậc cao Rồi mai kia lại nói với thầy là kết quả tiến về không Là các em lại nhầm sang giới hạn tại vô cực đấy Là nhầm Chỉ có giới hạn vô cực người ta mới so sánh với cái hệ số Ở đầu như các em hồi trước học thôi Còn giới hạn tại một điểm này là chỉ có phân tích Rồi triệt tiêu nghiệm thôi Chứ các em mai kia lại thầy ơi Tiến về vô cùng rồi thôi thầy, thầy chết luôn đấy <laughs> mà các em chết thì phải thầy chết đâu, được chưa? Thầy không dặn dò cẩn thận mai kia để không cứ mắt mũi nhìn đi đâu rồi lại bậc cao trên bậc thấp thì tiến về vô cùng hỏng đấy. Đùa đâu. Phải để ý kỹ xem nó tiến về đâu nhé. Bỏ con 1 vào đây thì trên tử là 1 trừ 1 là bằng 0. Dưới mẫu cũng thế thôi. Dưới mẫu là cũng bằng 0. Đây là vô định. Bây giờ phải xử lý cái anh chàng bậc 4 ở trên thì em sẽ nhận ra một điều đây cũng là hàng đẳng thức. Đây cũng là hàng thức, đây chính là x bình tất cả bị bình Rồi trừ đi một bình Có nghĩa là x bình trừ 1 X bình cộng 1 Chuẩn Còn cái ở dưới Bây giờ các phải học cách phân tích cái phương trình bậc 3 thôi Thầy nghi là bây giờ nhiều bạn không biết cách phân tích Nếu như trong trường hợp Máy tính Chúng ta giải phương trình bậc 3 Tự bấm nha Mà nó có cả ba nghiệm luôn Thì cái trường hợp ý là quá may mắn rồi Nếu nó có cả ba nghiệm Thì em phân tích giống y hệt như là phương trình bậc 2 x trừ nghiệm nhân x trừ nghiệm nhân x trừ nghiệm là nó xong nhưng đây trường hợp này em bấm thì nó sẽ có đủ ba nghiệm luôn đó là x bằng một hai ba nhưng không phải lúc nào cũng cuộc đời nó cũng may mắn tìm được nhau như thế đâu có rất nhiều trường hợp mà nó chỉ có một nghiệm hoặc nó chỉ có hai nghiệm thì ta phải dùng sơ đồ hot nè ta à, ghi chúng ta tiếp tục nhìn sang đây Thầy chỉ cho cái sơ đồ Hockney không không biết cách phân tích thì cũng hỏng đấy. Đây này. Với sơ đồ Hockney, khi mà các em đã biết một nghiệm rồi thì bước 1 viết đầy đủ các hệ số của bậc 3 ra đây. Đó là 1 trừ 6 11 và trừ 6. Chúng ta đã biết được một nghiệm là x bằng mấy rồi? Ta biết thừa là có một nghiệm bằng 1 rồi. Được chưa? Bằng 1. Thế ta bỏ cái bắc 1 này ra đây. Nào cách giải này. Bước 1 Hạ hệ số A xuống Nhớ đây là hệ số A Hạ A xuống Hạ xuống Bước 1 ta hạ số A Bước 2 nhân ngang cộng chéo Thế nào cũng cũng ra Nó có vần cả rồi Nhân ngang Rồi cộng chéo Nhớ Thế nào cũng ra Đọc đọc theo thầy nhá 1 x 1 là 1 1 6 Âm 5 là cộng với âm 6 ấy chính là âm 5. 1 nhân âm 5 là âm 5. Âm 5 cộng 11 là còn 6. 1 nhân 6 lại là 6, 6 chứ 6 là hết. Úi giời, cứ khi nào em ra 0 tức là em làm đúng, em không ra 0 có nghĩa là em làm sai. Đấy là hoặc nè đấy. Như vậy, hoặc nè mục đích để tách một cái phương trình bậc 3 ra thành một phương trình bậc nhất. Một biểu thức bậc nhất nhân với một biểu thức bậc 2. Thế thì biểu thức bậc nhất em đều biết thừa là x 1 rồi vì biết được một nghiệm là một thì kiểu gì cũng sẽ có một nhân tử là x 1 Thế bây giờ có ba cái hệ số mới sinh ra nó nằm ở dưới này Đó chính là 1 âm 5 6 có nghĩa là 1 x bình phương âm 5 x cộng 6 Đấy mục tiêu của nó là như thế đấy Như vậy đây chính là hệ số mới của cái phương trình bậc 2 tiếp theo ấy. À hiểu chưa Đấy cái chỗ này là cái chỗ quan trọng này, này. Mày kia cứ thế mà làm cho thầy Học thuộc đi nhá Cái này không làm được bài thì coi như về sau không có tác dụng gì Để học thử được cái dạng không trên không này đâu Đây là một trong những cách có thể nói là thầy cô cũng dùng Thầy dùng rất là nhiều đấy Nhớ nhá <laughs> Như vậy biết là ba cái hệ số này nó đẻ ra làm gì rồi đấy Như vậy chúng ta đã tách được phương trình ra rồi À ui, đến đây thì may quá Đến đây thì đã xong quá khỏe rồi Phương trình không chỉ bậc 3 mà về sau so bậc cao hơn Bậc 4, bậc 5, bậc bao nhiêu cũng được Đều có thể tách ra một nhân tử Và tách thành một cái phương trình bậc thấp hơn ở dưới Phương trình bậc nào thực ra cũng tách được hết Bằng cái hoặc nè này này Nhớ cho thầy Được chưa Sơ đồ học nè Cái này quan trọng đấy nhá Chứ không phải là bỏ nó không biết gì đâu Từ đây chúng ta sẽ a à, thầy bảo này Đến đây phân tích nốt anh chàng x bình trừ 1 X trừ 1 x cộng -1, 1 Sau đó triệt tiêu hộ thầy anh chàng x trừ 1 đi Thì rõ ràng đến đây bài toán kết thúc ngay các em sẽ thấy mất ngay x 1 và đến đây em mời em thêm thay, thay số vào hộ thầy để nó ra rồi. Khi các em thay số vào thì kết quả hiện ra cho các em đó chính là bằng 2. Rất đơn giản. Tự thay nhá, hai Bấm máy tính kiểm tra lại cho vui. Ây hài, trời ôi thông minh quá. Được chưa? Quá thông minh. Như vậy, đây là một cái ví dụ có thể nói là các em làm cơ sở nền tảng để cho các em về sau làm các cái câu khác nhá. Nhớ đấy. Chúng ta kết thúc thành công bài tập số 5 ở đây với dạng vô định không trên không rất là hay. Các bạn và các em thân mến, bây giờ thầy trò chúng ta cùng làm tiếp ví dụ số 6. Tính cho thầy các giới hạn sau đây, đây cũng chính là các giới hạn có dạng vô định không trên không rất là hay. Mà đặc biệt những dạng này rất hay thi, đó là dạng chứa căn. Các em yêu quý, để ý vào đây chúng ta sẽ thấy như sau. Các cái bác này nó cũng có cái dạng phân thức nhé, mà nó có chứa căn, các em phải lưu ý cách xử lý. Chúng ta bỏ thử các cái số này vào đây, đó, thì em sẽ phát, phát hiện ra nó trúng dạng này rồi Thế bây giờ cái cách xử lý căn đó là nhân liên hợp Ta biết rồi đúng không? Chúng cái dạng không trên không là cái đặc sản để phải nhân liên hợp rồi Thầy cũng đã giới thiệu qua qua hồi học dãy số ấy Bây giờ chắc là chúng ta đã biết liên hợp rồi đúng không? À, khi trong bài mà có căn A trừ B Mình nhân đều cả tử và mẫu này với Căn A cộng B Để trở thành hẳn thức đó là cái nọ bình trừ cái kia bình đấy là biểu, biểu thức bậc hai đấy ở đây thì cho thêm cả một cái căn này hai cái căn luôn này ở đây có căn bậc ba này ở đây có căn hỗn hợp luôn u rồi ôi và đi thi nó cứ tăng dần mức độ khó như này cái câu này nó hay cho kiểu nhiều bạn không mà không học bài của thầy coi chừng là hoặc là không học thêm hoặc là học nếm gì đó thì chưa chắc đã là biết làm những cái câu mà nó đại khó về sau nó còn nhiều câu kinh lắm cái dạng không trên không này đa dạng lắm những câu này là những câu căn bản đầu tiên phải làm được khi học xong bài của thầy như vậy chúng ta thử tự xử lý trước xem mình có làm được không nhá Bây giờ ta chữa câu đầu tiên là câu A à, Kem tự thay âm 2 vào để biết được rằng đây là 0 trên 0 nhá Thay thử mà xem, đây thầy thay thử cho nghe Đây 3 2 là còn 1, 1 1 hết Thay vào đây, đây 2 x 4 là 8, 8 cộng 10, 10 10 hết luôn Nói rồi vui chưa, cái thầy đã ghi dạng ra rồi <laughs> Còn mấy kia phải tự viết đấy Thế thì bước 1, nhân cả tử và mẫu này với căn của x cộng 3 rồi đổi dấu ở giữa là cộng 1. Thế thì hình thành hạng thức đó là cái nọ bình trừ đi cái chai bình luôn. Đúng không? A cộng B nhân A trừ B. A bình trừ B bình. Cái này bình lên, mất căn. Trừ đi một bình lên bằng 1 Như vậy, thầy xin phép thầy viết luôn thế này. Chứ thầy không có thời gian mà thầy còn viết thêm một cái liên hợp nữa. Ui, ui, mỏi lắm. Các em thích em tự ghi nhân thêm cả cái bác này vào. Miễn là thầy vừa nhân thêm ở dưới thì chia xuống ở dưới là được Đây thầy vừa chia xuống đây Thấy chưa? À đây Tiếp tục Cái mẫu này thì phải xử lý ra Lấy máy tính bấm ra hai nghiệm nhá Một nghiệm là âm 2 Một nghiệm là âm 1 phần 2 Thế thì thầy đổi dấu hết thành cộng 2 Cộng 1 phần 2 là đúng chưa đã nào? À khoan, e tăng Nó còn hệ số A bằng 2 nữa Các em mà quên không nhân hệ số A của thầy hai vào thì đem sai kết quả nghe Các em coi chừng nhá thầy dặn dò rồi trong vừa bài trước ấy Đến đây trên tử các em làm gọn đi Còn x cộng 2 Thì các em phát hiện ra một điều là tí nữa x cộng 2 Và x cộng 2 này nó, nó xoẹt luôn nó Gặp nhau chết toi luôn Như vậy còn anh chàng hai này Các em nhân thẳng vào cái bác Bác nào đang dính phân Bác nào đang dính phân thì mình kéo cái bác 2 này vào đây Cho nó hết phân thì thôi Như vậy kéo bác hai này vào đây tự nhiên nó lại rất đẹp Nó trở thành 2x cộng 1 <laughs> Nhiều bạn mà thông minh ý, thì bạn ý sẽ sang bước này luôn Nhưng mà đây là thầy cứ làm từ từ chứ cẩn thận các ạ Còn mai sau giờ đi nhiều bạn ý, bạn ý vụt một phát sang đây luôn đấy Nhanh lắm Thì đến đây các em triệt tiêu hộ thầy và em thay số Trên này triệt còn một Dưới này các em thay số hộ thầy nhé Tự biết thay nhé Cái việc thay số không thay được nữa thì không làm ăn gì đâu Đấy tự thay nhé đây, Âm 4 giả nợ 1 là âm 3 Căn anh chàng này là 1 1 cộng 1 thì là 2 Thầy tính ra âm 1 phần 6 làm xong các em lấy máy tính để kiểm tra lại kết quả giúp thầy cho nó chắc ăn. Đây. Ấn Vinacan được cho nó chắc. Can cho âm 2. Được chưa? Hoặc là đằng sau cho âm 2. Đây đằng sau âm 2 đây đúng rồi đúng không? Vina can là nhanh nhất trong trường này. Đây. Âm 0 16666667 máy nó làm tròn lên ra ngoài bấm chức năng alpha căn trừ 0.16 alpha căn đây, 6 bị lặp đi lặp lại cho vào đây. Âm 1 phần 6, xong. Quá thông minh, quá nguy hiểm. Ok chưa? Như vậy là toàn bộ những cái gì mà thầy biết là thầy dặn dò cho hết rồi. Đấy, gọi là bè đến tận răng rồi. Chỉ việc 10 điểm thôi. Thế mà có không làm được nữa là chết. Cái căn này nó chết cái nó hơi dài một tí, chứ nó không khó. Có cái gì đâu mà khó. Chuẩn chưa? Nhớ hộ thầy nhé. Công thức học mãi rồi. Đấy. Thế thì cứ... Ừ, hoặc là khái quát ngắn gọn thì như thế này nhé Còn máy kia nhỡ nó không có căn chỗ này thì bình lên hộ thầy Khái quát uh, cho nó chắc ăn Đây sau khi liên hợp xong thì nó trở thành cả cái bác hằng thức này chia bác này Đấy là cái cần phải nhớ Được chưa Chúng ta chuyển sang câu B Hai cái căn liền, hai cái căn thì chúng ta liên hợp cả tử lẫn mẫu Liên hợp của tử thì ta kéo xuống mẫu Liên hợp của mẫu ta lại kéo lên tử Vậy này vui nhỉ như vậy nào liên hợp với tử xong bình hết lên chúng ta được x cộng 2 anh chàng này bình hết lên hộ thầy thì được 4 liên tử liên hợp của tử kéo xuống dưới thầy kéo đúng rồi đúng không tiếp tục dưới mẫu bỏ căn và anh chàng này bình lên liên hợp của mẫu kéo lên trên <laughs> đúng rồi còn gì nữa đều thế nào gọi là đều cả tử lẫn mẫu như vậy thầy trình bày như thế là rất dễ hiểu rồi đến đây thu gọn tự nhiên ở đâu để uh, sinh ra cái bác đó là bác x 2 đang đợi chờ mình hai bác thế là uh, đâm đầu vào nhau chết luôn à thế nên thấy số vui ơi là vui như vậy chỗ này chỉ có chép đi chép lại thôi chứ đâu có, đâu có gì được khó khăn đúng không người ta cho nhiều căn thì người ta bắt em liên hợp nhiều lần thôi có gì đâu thay số là xong ôi cái việc thay số thì nói thật với em quá dễ 3 phần hai nhớ hộ thầy nhé liên hợp trên kéo xuống dưới liên hợp là cái biểu thức ngược dấu ở giữa ấy còn liên hợp ở dưới kéo lên trên được chưa liên hợp bậc hai là một trong những cái dễ nhất rồi ấn máy tính ta cũng sẽ được kết quả nghe đẹp là một năm chuyện quá bình thường hy vọng là kem sẽ không bị mắc lỗi trình bày trong những cái trường hợp này nhớ chưa à, bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu cái này dễ hiểu rồi nhá cố gắng mà tự làm trước đi rồi xem kết quả nó cũng có cái gì đó nó tương tự như hồi học dãy số mà chúng ta cũng đã học liên hợp này rồi liên hợp bậc ba có nhớ không nhìn sang đây nhắc lại liên hợp bậc 3 tí chả nhớ gì thôi hỏng. Chẳng hạn như chúng ta có căn bậc 3 của A chứa căn bậc 3 của B. Sau khi liên hợp xong thì nó trở thành gì luôn? Thầy viết tắt luôn nhé. Nó trở thành lập phương lên bỏ căn chia cho bình phương thiếu của một tổng. Căn bậc 3 của A bị bình cộng căn bậc 3 của AB nhân vào luôn. Và cộng với căn bậc 3 của B bị bình. Tức là chúng ta chia cho bình phương thiếu của một dế một tổng đây người ta gọi là bình phương thiếu này như vậy thầy xin phép là đối với bậc ba thầy viết luôn một phát sang bước này chứ bây giờ mấy giờ rồi còn viết cái nhân cái liên hợp ý vào đều cả tử lẫn mẫu ôi nó dài mất cả mấy trang giấy liền mệt lắm Mấy kia một cái bài nào đó mà nó có mấy cái liên hợp bậc ba liền thầy nghĩ là chắc là các em sắm cái quyển vở nào nó rè rè vào viết về cái liên hợp này được chưa thế thôi viết luôn thế này không ai đi trừ điểm cả nhớ nhá mình hiểu bài ai đi trừ điểm làm thế này đâu có tắt không có gì phải sợ cả bỏ căn luôn đến lượt anh chàng này mũ ba lên thì vẫn là nó ở dưới mẫu mở cho thầy một cái ngoặc vuông ra cho nó đẹp a bình cộng ab tức là cái căn này nhân với một thôi cộng b bình đây rồi thôi ok rồi đến đây thì một trừ một đâm đầu chết còn có 3 x x với x cũng xiên bỏ luôn đấy nó đang đợi chờ mình rồi để mình xiên bỏ luôn thôi vì về này x tiến về không nên chắc chắn sẽ có cùng nhân tử đó là x trừ không tức là x ấy sau khi triệt tiêu bỏ x luôn thì đến đây bài toán nó lại chỉ cần thay số rồi nó ra một luôn. Những cái câu này sẽ rất dễ dàng gặp và xuất hiện trong kiểm tra nhé. cố gắng làm ăn cẩn thận giúp thầy. Làm như, theo như thầy là vừa đủ, không thiếu, không dài, không ngắn. Đấy chưa? Rất hợp lý. bằng máy tính thì cũng tất nhiên là ra rất đẹp, ra một luôn. Đấy, thầy đã gài số làm sao cho nó ra rất đẹp rồi. Các em nhớ đằng sau cho can, cho không hoặc cộng hoặc là trừ đi một đại lượng vô cùng nhỏ khoảng 10 mũ 9 nhá nó ra đẹp nghe hoặc 10 mũ trừ 9 quên để nhớ tự biết bấm chỗ này ai biết rồi quan trọng nhất là xem cách trình bày thế nào cho nó đỡ dài đi coi như C là liên hợp bậc 3 là xong D Ui hai căn câu này nó mới đặc sản này con này nó mới hay này câu này nó mới đặc sản này ra lớp mà gặp những cái câu mà như thế này là mục đích là người ta muốn cho em điểm nâng cao hơn một tí đấy nó chỉ hơi khó thôi. Khó nó khó phương pháp, các em không biết làm. Các em nên nhớ là chúng ta chỉ có liên hợp bậc 2 với bậc 3 làm gì có liên hợp kiểu hỗn hợp thế này. Có cái căn nào liên hợp kiểu hỗn hợp này không? Như vậy cách làm của bài này đó chính là phương pháp thêm bớt hằng số vắng. Thêm bớt phương pháp thêm bớt hằng số vắng. Thực ra là cái cái phương tên nó chả quan trọng đâu. Em chỉ cần biết rằng là phương pháp thêm bớt thôi. Hằng số vắng. Cái gì đang vắng, vắng cái gì, vắng hằng số nào? Muốn tìm ra hằng số này để thêm bớt Chúng ta sẽ làm như sau Thêm bớt hằng số vắng Nhìn vào đây Các em bỏ con 1 vào đây Chúng ta sẽ thấy ngay đó là cái căn này có giá trị bằng 2 Đúng không? Em bỏ con 1 vào đây Thì chúng ta được căn vật 3 của 8 cũng có giá trị bằng 2 Như vậy là 2 trừ 2 bằng 0 Dưới mẫu cũng không Như vậy khi mà các em bỏ cái cái, cái cái bác một này vào trong hai căn này này mỗi một cái căn này nó nó cùng ra một cái giá trị đấy nó sẽ ra bao nhiêu thì thêm bớt chính cái số ý cái căn này nó ra bao nhiêu thì thêm bớt đúng một lượng đúng bằng cái số ý như vậy thêm bớt hai nhớ hộ thầy nhá thầy nói thế thôi tự ghi vào được chưa vậy nếu mà thêm bớt hai thì kem nhớ giúp thầy là thầy hay bớt trước rồi thêm sau nhé được chưa thầy bớt trước thêm sau để thầy tách làm tổng hai giới hạn còn bạn nào thích nhưng mà nhớ là thêm bớt kiểu gì để cho tí nữa hai cái này trừ cho nhau nó vừa đúng ra bằng 0 Chuyện em đừng có cộng hai và em cộng hai trước là trả ra gì đâu cộng hai và tí nữa nó không tính được đâu đấy tôi nhắc lại một lần nữa đó là phải làm như thế nào cho hai cái lượng này đúng bằng nhau khi trừ đi nhau nó vừa đủ hết thì tí nữa mới ra dạng không trên không được nhớ chưa đã như vậy thầy bớt hai thêm hai vào sau đó thầy tách phân thức này ra thành hai giới hai giới hạn các thầy thấy tách chuẩn không đây tách thành đồng mẫu và thầy thu được hai giới hạn giới hạn l 1 và l 2 ôi đến đây thì quá ngon liên hợp bậc hai này liên hợp bậc ba này vừa học xong hai cái giới hạn này đều thuộc dạng không trên không hết vì chúng ta vừa ý đồ của mình là vừa thêm bớt để cho nó ra dạng không trên không mà đây bây giờ sự tự xử lý được rồi chứ Đấy hiểu chưa Như vậy cứ thế mà làm nhá Rất đơn giản thôi Được chưa Mà thầy cũng thông báo với em luôn đấy. Cái việc thêm bớt hàng số vắng này Nó cũng khá là đa dạng đấy Đây là dưới mẫu của thầy Nó mới là bậc nhất thôi Thì thầy thêm bớt hàng số Nhưng còn về sau có những cái bài dưới mẫu này Mà nó bậc cao hơn nữa lên Chúng ta còn phải thêm bớt cả một biểu thức ấy. Có những bài không phải là thêm bớt hai đâu Mà có những bài lại thêm bớt x cộng 2 cơ Em phải cẩn thận. Nhưng mà cái chuyện ý sẽ nói sau. Có những cái thứ nó không hề đơn giản chúng ta nghĩ đâu. Đây là cái dạng dưới mẫu bậc nhất thôi. Dưới mẫu bậc cao hơn coi chừng thêm bất cái khác. <laughs> không là không 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 ra đâu. Em nên nhớ là có nhiều câu khó nên em nghĩ nhiều. Nhưng mà em sẽ xem cho thầy các bài đằng sau. Đó là các bài chuyên sâu về từng dạng một. Đó là giới hạn vô định vô cùng trên vô cùng này. À, đằng sau bài này thầy còn riêng một bài nữa chỉ xét riêng với giới hạn không trên không. Thì thầy sẽ xét cho em thêm nhiều bài nâng cao hơn. Còn hôm nay là đang trong bài gọi là tìm hiểu tổng quát về tất cả các dạng bài Như vậy đây là những cái câu mà kiểu như là hay xảy ra và dễ gặp nhất thầy nói trước Còn đi chuyên sâu hơn các em xem cho thấy các bài giải đằng sau Kiểu gì cũng còn thầy giảng kỹ lắm Được chưa? Em nên nhớ là phương pháp nó rất là đa dạng Nếu bạn mà uh, biết mỗi một tí tí này sau các câu khác bạn cũng thử thêm bớt thế này mà xem Nó không ra <laughs> Bây giờ câu đầu tiên thì xử lý thế này thôi Thế mới vào cái dạng năm số nên nó khó lắm Chứ không phải là cứ mỗi một câu, câu nào hai cái căn cũng thêm vớt mỗi cái số đã xong đâu. Làm gì có chuyện đơn giản thế. Có những bài nó thêm vớt cả biểu thức. Nó khó kinh lắm, các em cẩn thận. Bây giờ mình xử cái bác L1 trước đi. Mình ký hiệu giống thầy thì mình sẽ được điểm cao này. Bây giờ mình liên hợp nhé. Mình liên hợp anh chàng này thành 4. Và đến đây thì mình sẽ có đó là 3X trừ 3 3X trừ 3 mình đặt 3 là chung thì mình sẽ có x 1 Mình mất thẳng x 1 rồi Như vậy là mình thay số là mình ra 3 phần 4 Đúng không? Thích thì bấm máy tính kiểm tra lại Không phải 75, 3 phần 4 là quá chuẩn Cái chỗ này dễ rồi Rồi có cái gì mà học nữa L2 Đây liên hợp bậc 3 2 mũ 3 lên hóa thành 8 khi các em trừ đi mời các em đổi dấu cho thầy hay là chuẩn bị các em quên đổi dấu đi là các em sẽ sai test tờ le chỗ này là cả đời không ra này Nhớ chỗ này đằng sau trừ đi cả một cái bác này là phải đổi dấu Đến đây ta sẽ có 8 trừ 1 còn 7 7 trừ 7x Đặt 7 là chung 1 trừ x 1 trừ x, x trừ 1 triệt tiêu để lại dấu âm Đấy chưa đây, Mùa thu đi để lại lá vàng đây Đấy chưa Để lại mình để dấu trừ đây Đấy chưa Còn hai chàng này đi thì để lại dấu trừ trước mặt số 7 đây Đến đây thì thầy bảo này Cái liên hợp này thì viết cho nó khéo nhá A bình tức là 4 này Cộng AB Cộng AB Cộng B bình này Viết hộ thầy cái liên hợp này cho nó khéo này Đừng có quên hơi dài một tí Dù sao thì đến đây chỉ có thay số thôi Kết quả là ra âm 7 phần 12 Các em tự thay giúp thầy xem đúng chưa Viết cái liên hợp này cẩn thận giúp thầy Thầy kiểm tra lại kết quả bằng máy tính thì nó ra là âm 0,583 Bằng chức năng đổi sang phân số Từ cái số tuần hoàn là thầy đã có được kết quả ngay đó là âm 7 phần 12 Các em nhìn lên bảng, các em sẽ thấy âm 7 phần 12 Như vậy làm xong thì thầy cộng hai kết quả lại Nhớ cho thầy bước này nhé Làm xong thầy cộng hai kết quả lại Thầy sẽ có L bằng L1 cộng L2 Kết quả của thầy là 1 phần 6 các em đã rõ bài này chưa? <laughs> nhớ hộ thầy Đây chỉ là tách giới hạn ra thôi Sẽ không khó với các em đâu và Cần thiết kiểm tra kết quả cuối cùng một lần nữa bằng máy tính Dùng Vinacan cho nó nhanh Nó tính nhanh phết ấy, Thì nó sẽ ra là âm không À đâu, nó sẽ ra là 0 phải Quá chuẩn là 1 phần 6 Bài này mà rơi vào thi và kiểm tra thì cố gắng mà ăn để lấy điểm 10 nhá Chúng ta kết thúc thành công bài tập số 6 ở đây Đây là một trong những cái bài có thể nói là hết sức quan trọng của phần học ngày hôm nay Cảm nhớ chưa? Các em thân mến, bây giờ thầy trò chúng ta cùng làm uh, cho thầy ví dụ 7. Trong ví dụ 7 này thầy xét một cái giới hạn mà có có chứa kiểu lượng giác. Nói chung là uh, lượng giác thì trong phần học của các em sẽ ít xuất hiện hơn, yên tâm. Uh, thầy cũng đã dành riêng hẳn một cái chuyên đề về uh, tính giới hạn lượng giác ở đằng sau của những bài này cơ. Được chưa? Nhưng mà ở lớp có thể ít xét hơn vì những cái phần lượng giác về sau kiểu gì người ta cũng sẽ cho nâng cao. Thế thì thông thường lượng giác hay sử dụng định lý kẹp hoặc là sử dụng một số cái uh, cái, 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 công thức đặc biệt cơ mà về sau trong phần học lượng giác thầy sẽ nói còn uh, trong bài này thầy lấy một ví dụ là mẫu chúng ta có một cái giới hạn đó là lim khi x tiến về không của x nhân với cốt của 1 trên x thì bên này sử dụng cái định lý kẹp đó là kiến thức nó hơi nâng cao mở rộng lên một tí đấy đó là phương pháp đánh giá các em thân mến rõ ràng các em có lấy trị tuyệt đối của cái hàm này cho thầy em đánh giá được trị tuyệt đối của bác này thì do cốt của 1 trên x thì luôn trị tuyệt đối của nó đấy trị tuyệt đối của anh chàng x nhân trị tuyệt đối của anh chàng cốt 1 trên x này thì cốt 1 trên x hay là mày kia kể cả có sin 1 trên x cũng thế thôi sẽ luôn luôn bé hơn hoặc bằng 1 trừ 1 đến 1 mà Thế trị đối của nó bé bằng 1 Như vậy ta đánh giá được trị đối của anh chàng này luôn luôn bé hơn hoặc bằng trị đối của x Với mọi x khác không nhé Đang xét x tiến về 0 mà Thế nên là đang không xét x bằng 0 ở đây Với mọi x khác không từ đây theo cái phương pháp khai triển ra chỉ đối anh chàng này bé hơn chỉ đối của x thì có nghĩa là anh chàng này kẹp giữa từ trừ chỉ đối của x đến chỉ đối của x chuẩn chưa đúng không chỉ tuyệt đối của a bé hơn b thì a nằm giữa trừ b đến b mà mà các em lại biết thừa là giới hạn của trừ chỉ đối x và chỉ đối x khi x tiến về không ô nó toàn bằng không đấy thay không vào mà nó hữu hạn trong trường hợp này nên đây anh cả anh ba đều tiến về không rồi thường những giới hạn chứa lượng rác này rất đặc biệt nhé nó cũng theo định lý kẹp đó, nó tiến về không luôn xong nhớ cho thầy cái này đấy có một số trường hợp thì giới hạn lượng rác sẽ có thể có cái trường hợp không tồn tại giới hạn đấy nhá thí dụ có những cái câu như là em xem đi về trong phần bài tập về nhà thầy có cho đó là có một số cái câu như là cái gì nhỉ xem có cái câu đó là sin của 1 trên x ấy, hay là cốt của 1 trên x thôi thì có những cái trường hợp sin cốt đứng một mình này, này rất có thể có trường hợp là không tồn tại giới hạn đấy không phải lúc nào nó có giới hạn đâu có một số giới hạn mà sin cốt đứng một mình này nó có khi nó không có giới hạn cơ thì em có thể xem cái cái cách chứng minh không có giới hạn ở phần đầu tiết học thầy có dạy em bằng phương pháp định nghĩa lấy hai dãy số bất kỳ tiến về không ấy chẳng hạn thay vào sẽ ra những kết quả giới hạn khác nhau xem thử hộ thầy nhé. Đây là những kiến thức nó hơi chuyên sâu hơn một tí, khó hơn một tí thôi. đó. và lượng giác sẽ được xét riêng hẳn một tiết yên tâm. về sau nó còn nhiều câu lượng giác nó khó lắm. vì em cứ ngày xưa học rồi, tôi biết là khó rồi. thế thì câu này khi bấm vào máy tính, thầy phát hiện ra là khi thầy cho vào Vinacan thì không biết là có phải là bấm nhầm hay là, uh, hay là máy tính này nó không tính được. mà khi cho vào Vinacan thì cái này nó báo lỗi. đằng sau thấy cho không rất rõ ràng rồi nhưng rất tiếc là máy báo lỗi không tính được khi mà thầy để nguyên lim mà thầy thấy nó báo lỗi thì thầy quyết định là thầy bỏ lim thầy không không, không, không dùng lim nữa thì thầy quyết định là thầy chỉ bấm như thế này thôi và thầy quyết định lại can theo kiểu sấp xỉ dùng clc can cho không cộng với khoảng uh, nhưng mà riêng cái lượng rác thì đừng có cho nhỏ quá nếu mà cho 10 mũi chữ chín này thấy nó không ra thầy lại khéo léo là thầy lại cho nó vừa đủ ít số không thôi thầy không cho hẳn nhỏ quá nữa thì cho 1 phần triệu thôi Khi thầy cho 1 phần triệu có nghĩa là thầy can cho 0 cộng với 10 mũ trừ 6 Thì kết quả nó lại ra nhé Các em cẩn thận, mọi phương pháp nó chỉ là tương đối thôi đấy nhé Coi chừng đấy Không phải là bảo báo lỗi nó không ra, không phải đâu Ơ, nó vẫn ra Thế này Như vậy là cái lượng rác đôi khi nó hơi đặc biệt hơn tí nhỉ Thế này, nó ra sấp rất nhỏ Coi như là không Ấn vào nút không độ ấy, ấn vào nút độ là nó sẽ ra không hết Như vậy dù sao là thôi cũng vẫn đọc được nhưng mà trong trường hợp này thầy cho nó, 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 không nhỏ quá là được em thấy chưa lắm khi nó cũng phức tạp hết ấy, đơn giản để kiểm tra lại được kết quả mà cũng nguy hiểm còn nếu mà nó cứ toàn báo lỗi một cách loạt liên tục bấm vào cho bao nhiêu toàn lỗi hết thì rất có thể là không tồn tại giới hạn cũng nên ấy. đùa thôi. ở ờ, nhưng mà trong những cái trường hợp mà không tồn tại giới hạn thì không phải lúc nào máy cũng đọc được đâu vì nhỡ có trường hợp máy đọc ra, có trường hợp máy không đọc ra Thế nên là cách tốt nhất để chứng minh nếu như một cái bài dính vào lượng giác mà không tồn tại giới hạn ấy, em sẽ xét cho thầy hai dãy số x, x n I, n nào đó được chưa đảm bảo thỏa mãn điều kiện tiến về không và em bỏ nó vào hàm số hộ thầy em sẽ tính nó ra các kết quả giới hạn rất khác nhau xem lại phần đầu cho thầy là kết thúc được chưa Đà, câu này chỉ gọi là mở rộng kiến thức nâng cao thêm biết đâu lại mai kia lại đi thi để 10 thật mà 10 ấy chứ Các bạn kem yêu quý, bây giờ thầy trò chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ ba cũng khá là hay và quan trọng trong phần giới hạn hữu hạn của hàm số. Đó chính là giới hạn một bên và sự tồn tại giới hạn. Thế nào gọi là giới hạn một bên? Chúng ta sẽ đi vào cái định nghĩa. Thực ra thì hoàn toàn tương tự như là giới hạn tại một điểm x0. Thì giới hạn một bên cũng là giới hạn khi mà x tiến về x0 nhưng có xét đến cái cái giá trị của x0 tức là có xét đến cái hướng tiến đó là tiến từ bên trái x0 hoặc tiến từ bên phải x0 sang khi mà tiến về một điểm thì nó có nhiều hướng tiến theo các cái con đường khác nhau mà nhưng giới hạn chỉ được phép chỉ được tồn tại trong trường hợp mà mọi hướng tiến nó đều phải cùng ra một con số nó cùng phải ra một kết quả giới hạn duy nhất thì giới hạn đó mới được coi là tồn tại đó bởi thế bây giờ chúng ta sẽ có một cái định nghĩa như sau hàm số f Xác định trên một cái khoảng Có thể là nhỏ nhỏ Mà khoảng này là khoảng Bên phải điểm x0 Đây xét trên khoảng từ x0 đến b B thì coi như là một số hữu hạn nào đó đấy. Khoảng này chúng ta cứ coi như là Nhỏ hay lớn tùy ý Nhưng mà không không phải là quá vô cực là được Mà b là một cái số nào đó Miễn sao là chưa dần tới vô cực Còn nếu mà b này mà tính là dương vô cực Thì coi như thành giới hạn khi x tiến đến vô cực rồi Thì cái đó, cái đó còn đằng sau bài này cơ Đó là giới hạn vô cực chúng ta đang xét trên một cái khoảng bên phải điểm x0. Và giới hạn này người ta gọi là giới hạn của f(x) khi x tiến về x0 cộng. Người ta đánh dấu cộng ở trên ý muốn nói là x là một số lớn hơn x0 một tí nhưng càng ngày càng tiến sát về x0. À đấy. Nó sẽ có giá trị bằng L khi và chỉ khi với mọi dãy số xn bất kỳ miễn sao dãy số xn này thỏa mãn điều kiện là lọt vào trong cái khoảng này. Và tiến về x0 thì ta luôn có lim của f xn bằng l. Về mặt định nghĩa thì hoàn toàn tương tự như là cái giới hạn tại một điểm. Có điều là bổ sung thêm rõ thay đổi cái khoảng xác định trên này đi thôi và thêm cái ký hiệu mới một tí vào thôi. Được chưa? L nếu tồn tại gọi là giới hạn bên phải Hoàn toàn tương tự nếu chúng ta xét hàm số trên một cái khoảng bên trái điểm x0 Ta sẽ có giới hạn trái đây là giới hạn bên phải nhé, có hiểu thế nào bên phải không? Được chưa? Giới hạn bên trái Chúng ta xét hàm số fx Trên một cái khoảng nhỏ Là từ a đến x0, tức là khoảng bên trái không. Giới hạn này được gọi là Giới hạn x tiến về x0 trừ Tức là trừ ý, không phải là âm luôn nhé Đừng có nói với thầy trừ là dương là cộng Âm là trừ, có phải là âm đâu Trừ này là nhỏ hơn một tí Hiểu không? Đó chứ không phải không Mai kia đọc là âm đúng không phải đâu. Được. được chưa? Giới hạn này bằng L khi và chỉ khi với mọi dãy số xn thỏa mãn điều kiện này và có tiến về x0 thì giới hạn này chúng ta có lim của f tại xn sẽ tiến về số L. Giới hạn này nếu tồn tại gọi là giới hạn trái. Về mặt định nghĩa thì không cần phải để ý quá nhiều, chỉ cần phân biệt được rằng bây giờ nó có cái hướng tiến nữa. Được chưa? Nó có cái hướng tiến nữa thôi. Chẳng hạn khi tính giới hạn tại x bằng 0 Thì có hai hướng tiến Tiến sang từ bên trái Hoặc tiến sang từ bên phải Đây Đấy Thì có phải là chúng ta đang xét hướng tiến từ bên trái sang Và từ hướng tiến bên phải sang Có rất nhiều các hướng tiến khác nữa cơ Đây là tiến từ trái sang tiến từ phải sang em sẽ nghe rõ chưa? Ôi giời ơi, thực ra thì nó cũng rất là đơn giản Cũng giống như là, thầy nói thật với em Cứ như giống như là em đi học về ấy mà Đây là nhà em ở đây Đây, nói chung là cứ đường đường chính chính thì Em cứ đi thẳng về nhà, theo đúng một con đường thẳng Em đi thẳng về nhà luôn là xong Em là x, đây nhà em x không Em cứ đi thẳng về nhà từ x tiến đến x không Rồi nó sẽ tiến về một cái kết quả nào đó là, 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 là l Ví dụ như thế nhưng mà coi chừng mai kia em không thích đi về nhà bằng các cái con đường thẳng tưng này nữa Bây giờ em bảo rằng là bây giờ đi các con đường khác nữa thì dạng nó có tồn tại không? Được chưa? Thì rất có thể em lại đi từ một cái ngã ba ngã bảy nào đó em lại vèo sang từ hướng bên trái nào đó. Thế này, em xuất phát từ một cái phía bên âm âm nào đó này. Thì chỗ này trong trường hợp này, nếu thầy coi như cái điểm này là x0 này là bằng 0 đi. Thì có phải là chỗ này là hướng tiến thẳng một phát là x tiến về x0 không? Còn đây là chính là x tiến về x0 trừ không? Còn đây hướng tiến sẽ đây thì gọi là X tiến về x không cộng thì còn cái gì nữa Đây, Em tiến từ bên trái Thì gọi là giới hạn trái Em tiến từ bên phải là giới hạn phải Nhưng kết quả nếu có tồn tại Thì phải cùng là một số L nào đó Chuyện gì xảy ra nếu như em đi về nhà Bằng hai phía bên trái với bên phải Mà nó lại ra những kết quả khác nhau Thì sao Chuyện gì xảy ra Đến lúc đó người ta nói là không được đã tiến về cùng là về nhà rồi thì phải đi con đường nào cũng phải về đến nhà tức là cùng phải dễ là coi chừng đi bên trái và đi bên đi bên phải mà một là không về được đến nhà là một hai là lại đi về hai nhà khác hẳn nhau thì coi chừng lúc ấy không về được đến nhà lúc đó người ta nói không tồn tại giới hạn từ đây nhờ vào cái 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 giới thiệu này của thầy mà kem có một cái rất quan trọng như sau đó chính là định lý về sự tồn tại giới hạn cái định lý này hết sức quan trọng các em nhớ ghi cho thầy để mai kia coi chừng định lý này nó 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 sẽ làm cơ sở nền tảng để học các cái bài hàm số liên tục về sau đấy nó có vấn đề đó về sau nó tương tự thì nhớ cho thầy hàm số lim hàm số f có giới hạn tại điểm x không mà có giá trị bằng l tiến về l thì giới hạn trái và giới hạn phải của nó cũng phải có giá trị bằng l hai cái này có tính chất tương đương hai chiều nếu tôi tính giữa đoạn trái giữa đoạn phải cùng ra một số L thì tôi tiến thẳng về nhà tôi là cũng bằng L. Ngược lại, nếu tiến về nhà tôi đã bằng L rồi thì tôi thích tiến từ hướng nào về tôi phải cùng một cái giá trị. Ý. Chú ý, nếu hướng tiến bên trái, lim trái và lim phải của tôi mà khác nhau. Được chưa? Thì tôi không về được đến nhà đâu. Tại vì hai con đường một đường đi ra chợ, một đường đi ra ngoài cầu ao thì thôi rồi hỏng không không về được đến nhà rồi. Đấy, khác nhau là không ổn. Hoặc một trong hai giới hạn này không biết được tiến về đâu không tính được <laughs> có những bài còn không biết tính được về đâu một trong hai giới hạn trái hoặc phải không tồn tại không biết tiến về đâu cơ có những bài có tiếng không biết tiến về đâu thì kết luận đó là không tồn tại giới hạn này như vậy đi thi nếu người ta yêu cầu chứng minh tồn tại giới hạn thì bạn phải tính được hai cái này bằng nhau còn chỉ cần xảy ra một trong hai điều này thôi thì là không tồn tại như vậy lại có thêm một cách nữa để chứng minh không tồn tại giới hạn bằng cách sử dụng định lý giới hạn một bên nhớ cho thầy nhá quan trọng lắm đấy cái này mai sau so về không chỉ thi học kỳ mà thi đại học nữa được chưa cái rất quan trọng kể cả về sau em học toán cao cấp trên đại học vẫn còn phải học cái này ấy chứ em không học cẩn thận cái này mới kia là hỏng đấy được chưa đấy, rất là đơn giản thôi cái này chắc chắn đã hiểu bài rồi đúng không bây giờ ta làm ví dụ nhé ok các em thân mến bây giờ chúng ta làm ví dụ 8 để khắc sâu kiến thức về giới hạn một bên sự tồn tại giới hạn người ta cho mình một cái hàm số f có cho bởi à, hai dạng tức là cho bởi hai công thức 2x cộng 5 nếu như x lớn hoặc bằng lớn hơn hoặc bằng 1 hoặc x bình trừ 4 nếu như x bé hơn 1 có nghĩa là người ta cho em nhiều khoảng xác định khác nhau ứng trên mỗi khoảng xác định hàm số lại có một dạng khác nhau đấy là hàm cho bởi nhiều công thức nhé câu hỏi tính lim fx khi x tiến về 1 trừ 1 cộng và tiến về 1 hay muốn nói là tính lim trái Lim phải Được chưa? Và lim tiến về một Nếu có đấy Đấy Ui cái câu này này câu dễ nhất trần đời rồi Câu này cố gắng làm cho cẩn thận giúp thầy nhá Nào Ta nghe hộ thầy cách chọn hàm Thứ nhất Tính lim trái Lim uh, x tiến về 1 trừ Tức là x bé hơn 1 Ta phải chọn hàm hợp lý Nhớ nhá Bé hơn 1 ta chọn hàm dưới Chuẩn bị lại chọn hàm trên đi hay Sai đấy Chọn hàm dưới chọn hàm sao cho phù hợp với cái hướng tiến của lim nhá hướng tiến của của điểm ấy nói rất rõ là trừ là nhỏ hơn rồi nhá chứ không phải là âm một đâu thì mai lại bảo là thầy ơi âm một nó chui đâu ra nó không hiểu đâu thay số vào thôi vì các giới hạn này rất hữu hạn à, rất xác định không phải là vô định ở đây chúng ta đang học toàn hữu hạn mà yên tâm như vậy bỏ cái bắc một vào thì chúng ta sẽ thu được âm ba lim phải ta bỏ một vào thì ta được là bảy Thế chuyện gì xảy ra? Đây 7 nổi ba chìm với nước non như thế này là rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn đây rồi, hỏng rồi. Như thế này có nghĩa là bên gọi người ta gọi là bên lở bên bồi rồi, hỏng rồi. Thế này là rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn hỏng rồi. Hai giới hạn trái phải để toàn đi tận đâu? Một cái âm, âm 3 và cái 7 khác hẳn với nhau. Thế ghi, do cái L1 và cái L2 này khác hẳn với nhau. Nên không tồn tại giới hạn khi x tiến về 1. Còn nếu mà nó phải bằng hẳn nhau cơ, thì nó sẽ tiến về cùng một con đường Giống như lúc nãy thầy ý muốn nói là Tiến về nhà để cùng một đường một kết quả ấy. Đó Đơn giản vậy thôi Rất dễ dàng Không có gì khó khăn cả Còn có thì bảo có Không thì bảo không Rất dễ Thì chúng ta chuyển tiếp đến ví dụ số 9 đi trong thì thôi mà những câu này về sau học cái bài hàm số liên tục Sẽ phải dùng đến đấy Các em cẩn thận Bài 9 Thầy gái tham số vào đây xem có làm được không Đây Nó có dạng phân thức Trong trường hợp x lớn hơn 2 và nó có dạng mx cộng một nào đó m là tham số nếu x bé hơn hoặc bằng hai câu hỏi tìm giá trị tham số m bằng bao nhiêu để cho nó có giới hạn tại hai bài toán nó cũng rất đơn giản thôi tính lim trái lim phải cho nó bằng nhau phát là xong bây giờ tính lim nào trước lim trên này gọi là lim phải trước nhỉ bây giờ mình tính lim nào trước cái tính lim phải trước nhá thầy bảo này lim hai cộng gọi là lim phải đấy nhưng mà lim phải khi thay 2 vào thì em phát hiện ra vô định không? 0 trên 0 Có đúng 0 trên 0 không đã? Thay thử vào mà xem Đúng chuẩn 0 trên 0 0 trên 0 Như vậy, dạng này vừa học chưa? Học rồi, khử vô định đi bằng cách nào? Phân tích đa thức thành nhân tử Bấm máy tính có mấy nghiệm? Hai nghiệm, đó là 2 và 3 Chuẩn bị như bạn nhẩm VS chỗ này dễ nhầm lắm Thầy ơi, lại 1 và 6 nó hỏng đấy hoặc là âm 1 với âm 6 nó hỏng đấy. Bài này thầy gài cho số mà nhầm coi chừng nhầm nhé. À. Bài này nhiều bạn nhầm Vs là dễ nhầm đấy, cẩn thận. Lắm khi bài của thầy hay lừa lắm, cẩn thận đấy. X 2, x 3, mất x 2 rồi. Thế còn x 3 thôi. Hai cộng thì cũng như là hai thôi, chả có gì ăn thua ở đây cả. Không phải lo. Hai cộng nó cũng chỉ thay hai và ra âm 1. Lim dưới, lim dưới thì em có đó là lim, lim trái này. Rồi, cái này nó không phải là dạng vô định nên em cứ thay số vào là xong. Thì em mời em để nguyên hộ thầy em sẽ có Này đây là hai trừ tức là vẫn là hai nhá Không phải là âm hai đâu đó Xin nhắc lại một lần nữa như thế Mai kia nghe tay để tay nọ sọ tay kia là chết người Bây giờ để tồn tại giới hạn tại điểm bằng 2 Thì cho hai cái L này bằng nhau Thầy viết thế này cho nó ngắn <laughs> Còn các em về sau các em còn phải khi là cái này bằng cái này cơ Ôi thầy viết thế này cho nó ngắn Thông minh không? Khôn không? Ôi việc giải cái này ra bao nhiêu Có bao nhiêu kết quả mời em ôm hết cho thầy Chả có điều kiện gì đâu Giải ra bao nhiêu thì cái việc này quá dễ dàng với các em. Mà bằng âm một, này, hay chưa? Thi học kỳ về sau hoặc là thi đại học ấy vẫn có thể hỏi những cái câu này như thường. Nhớ, đây là vấn đề căn bản mà người ta rất dễ dàng có thể hỏi đấy. Nhớ chưa? Ta kết thúc thành công phần à, à, ví dụ số 9 các Kem yêu quý, bây giờ thì thầy trò chúng ta sẽ sang phần 4 nhỏ được rồi giới hạn hữu hạn tại vô cực ý muốn nói là chúng ta sẽ tính giới hạn khi x tiến về vô cực như thế nào à vừa rồi chúng ta đã xét xong giới hạn khi x tiến về một điểm x không giới hạn tại vô cực thì không cần phải thầy nói nhiều các em cũng đều biết làm hết vì khi x tiến về vô cực thì nó hoàn toàn tương tự như là giới hạn dãy số ta đã học rồi ta đều đã học cách xử lý với phân thức thì ta chia với căn thì ta liên hợp có phải ta học hết rồi không? Có một cái điểm mới duy nhất trong phần này đó là có thêm x tiến về âm vô cực nữa mà thôi Thế các em chỉ cần để ý khi nào xem là cái âm vô cực thì nó có thêm cái đặc sản gì thôi Còn dương vô cực thì thôi chả cần phải đợi thầy dạy nữa Như vậy mình học kỹ các bài hồi trước là bây giờ coi như mình quá thông minh rồi Học sinh của thầy là học những cái phần này là coi như quá giỏi rồi Đúng không? À, chúng ta có thể nói thêm định nghĩa một tí Giới hạn tại vô cực có nghĩa là chúng ta đang xét cho một cái khoảng nào đó mà nó có chứa cái hướng tiến về dương vô cực hoặc âm vô cực thế nếu mà trong khoảng xác định đang xét ấy mà không có cái hướng tiến về dương vô cực hoặc âm vô cực thì ta phải nói là không có giới hạn nhé coi chừng như vậy chúng ta đang xét trên một cái khoảng có tiến về vô cực thì người ta gọi đây là giới hạn x tiến về dương vô cùng đây có giới hạn có giá trị bằng l nào đó thế thì lúc đó có nghĩa là khi và chỉ khi với mọi dãy số mà xn mà thỏa mãn điều kiện là lớn hơn a nào đó và có tiến về vô cùng thì khi thay vào hàm số ta đều phải thu được kết quả lim của nó bằng l tương tự với giới hạn khi x tiến về âm vô cùng có nghĩa là chúng ta đang xét trên một cái khoảng nào đó là âm vô cùng đến a thế thì chúng ta có giới hạn như này giới hạn này bằng l khi và chỉ khi với mọi dãy số xn thỏa mãn là nhỏ hơn a và có tiến về vô cùng âm vô cùng bỏ nó vào hàm số thì nó sẽ phải tiến về l rất may là những cái bài này không mấy khi đi thi người ta hỏi lý thuyết đâu Người ta hỏi bài tập là chính Còn về mặt định nghĩa Trả qua chỉ là thay đổi các cái khoảng xác định mà thôi So với các cái lý thuyết đầu tiên Công nhận không? Chuẩn chưa? Đúng rồi còn gì nữa đó Chú ý Khi x tiến về vô cực Thì kết quả thực ra là nó có thể là hữu hạn Có thể là vô hạn Các em đều biết rồi hồi các học giới hạn dãy số có trường hợp hữu hạn có thể là vô hạn đấy nên nên trong trường hợp này là l thầy viết thế này là chúng ta đang xét là nhưng mà thông thường thì hay ra hữu hạn là chính còn ít khi thầy thấy ra vô cực lắm bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại một tí tẹo về một số giới hạn đặc biệt giới hạn của hằng số thì luôn là hằng số đó rồi giới hạn của c chia x mũ k thì luôn tiến về không hằng số chia cho vô cùng thì luôn tiến về không Chắc là các em đã rất rõ cái này rồi Đấy là nói lại cho nó nhớ thôi Trong đó C và K là hàng số K là nguyên dương Biết rồi đúng không? Có một điều thầy muốn nhắc với các em thứ nhất Thầy đã nói rồi Tính giới hạn tại vô cực hoàn toàn tương tự giới hạn dãy số Và trong quá trình làm nếu đề ghi x tiến về vô cùng mà không nói gì thì em tự tính hộ thầy rõ Cả dương vô cùng cả âm vô cùng nhé Hoặc người ta viết cộng trừ vô cùng thì tách rõ riêng cho thầy chú ý hai kết quả khi tính tại hai trường hợp vô cùng khác nhau này thì có trường hợp nó trùng nhau nhưng cũng có trường hợp nó khác nhau đấy không ai đoán định là chúng luôn khác nhau hay là luôn bằng nhau đâu nhớ cho thầy tí nữa khi làm bài tập em sẽ phát hiện ra kinh nghiệm này bài 10 đi ui những bài này bây giờ quá dễ với các em rồi thầy nói nhanh nhé các giới hạn tại vô cùng này thì thường rơi vào dạng vô định đó là vô cùng trên vô cùng đây tử tiến về vô cùng, mẫu tiến về vô cùng nên người ta gọi là dạng vô cùng nên cách giải là chia đều cả tử và mẫu cho bậc lớn nhất. Nhưng mà rút kinh nghiệm của cái bài dễ số đã học thì phát hiện ra chúng ta nên chia đều cho bậc lớn nhất của mẫu ấy là tốt nhất. Thì nó tránh rơi vào những cái trường hợp mà nó dài dòng đỡ bị xét nhiều lần. Bây giờ kem chép của thầy bốn cái câu này vào, thầy đã cho rất đa dạng để làm bài rồi. Chúng ta đến với cái câu A đầu tiên, liêm của hai cái bác đa thức mà tạo thành phân thức bậc nhất trên bậc nhất bậc bằng nhau các em đều biết thừa là um, giới hạn này sẽ bằng hai hệ số a và a phải chia cho nhau chúng ta đã học trong dãy số nhưng cho thầy hỏi này đấy là dương vô cùng thế giờ bây giờ âm vô cùng nó có tương tự không ô nó vẫn thế cho thầy hỏi nhá bây giờ chia đều cả tử và mẫu cho một cái số dương hay là một cái số âm nó có khác gì nhau đâu chảy hưởng gì cả phân thức nên vẫn chỉ đều miễn là mình đã chia đều cả tử và cả mẫu cho một số âm hay một số dương kết quả nó có thay đổi gì đâu thật mà tính chất của phân số cũng đã nói như thế rồi như vậy cho dù nếu đề bài có ghi cộng trừ vô cùng thế này kết quả riêng trong những trường hợp phân thức này này nó vẫn chỉ là một kết quả thôi chứ nó không phải cả hai kết quả đâu các em cẩn thận hôm nay kia bạn nhiều bạn đi thi bảo thầy ơi em đổi dấu kết quả chết rồi hỏng rồi ai dạy thế chia đều cả tử và mẫu cho bậc lớn nhất của mẫu là xc chia ta được thế này các cái bác mà phân thức này tiến về không hết nên kết quả luôn là hai x của âm chẳng nữa thì chia đều rồi thì âm hay dương quan trọng gì <laughs> vậy có một cái nhận xét với phân thức hữu tỉ thì ta nhớ là kết quả l là duy nhất kể cả cộng hay trừ vô cùng nhưng không phải toàn bộ đâu nhá đây đang nhét, đang nói phân thức mấy kia để tay nọ sọ tay kia để bảo thầy chính để dặn câu nào thế là hỏng tí nữa những cái dạng có căn là chết rồi những cái dạng có căn là nó mới nguy hiểm còn những cái dạng mà dính vào phân này thì nó không nguy hiểm và máy tính quá dễ Cam cho 10 mũ 10 trở lên 10 mũ 12 hoặc là 10 mũ 15 cũng được Nhưng mà cứ từ 10 mũ 10 trở lên Kết quả hiện ra này 10 mũ 10 trở lên cho thầy Đây hai chuẩn đẹp luôn quá ok Bây giờ những cái câu này nó quá dễ rồi Ngày xưa học chán Nhớ chưa À thế bảo này đây là dương vô cùng nhá Thì ra hai này Các em thử cho âm vô cùng bên kia học cách nhập Thầy dạy cho cách nhập âm vô cùng Thêm dấu trừ ở đầu trừ của 10 mũ 10 Không phải là 10 mũ trừ 10 đâu nhá Mẹ lôi 10 mũ trừ 10 là nó thành 0 đấy Trừ của 10 mũ 10 Nó gọi là âm vô cùng đấy Nó cũng ra hai thôi Úi giời ơi Máy tính nó cũng chứng tỏ điều này rồi Ta sang uh, câu uh, B Úi rồi Bây giờ nó nói âm vô cùng em kệ đó nhá Nó cũng thế thôi Đây là bậc tử thấp hơn bậc mẫu Ta có thể dự đoán được trước kết quả tiến về không bằng cách chia đều cả tử và mẫu cho x bình phương là bậc lớn nhất của mẫu các em chia như hồi mà các em vừa học bài đầu tiên đấy chia đều ui giời, mấy cái bọn này nó tiến về không hết Được chưa em thấy không giới hạn tại một điểm và nó khác hẳn với giới hạn tại vô cực Được chưa cái thì phân tích máy tính cái thì chia coi chừng mấy kia nhầm lẫn hết cả dạng đấy người ta cho không biết là tùy thuộc cái hướng tiến cái chỗ này này nó tiến về đâu này phải nghe cho nó kỹ không học xong cái bài này là tẩu hỏa nhập ma đấy vừa đâu Kết quả bằng 0 Âm vô cùng kem can đằng sau hộ thầy cho uh, Âm của 10 mũ 10 Kết quả ra Nghe thầy bảo này Kết quả nó ra là 10 mũ trừ 10 Cái này thì là rất nhỏ nhá Cái này chính là không đấy Ấn nút trà xanh không độ Đây chính là 0 Cái này rất dễ hiểu với các em Xong rồi C Có căn Kệ nó Có căn thì cứ tính ở trong xong rồi lấy căn Miễn sao ở trong nó không ra âm là được à, Tại vì x mũ 4 dương Đây hai mũ 4 dương, dương chia dương Trong căn này vẫn dương Tuy rằng x âm nhưng mà mũ 4 nên vẫn dương Chả việc gì vì sợ Tính bên trong Với cái kiểu tính bên trong thì đây là bậc uh, Bậc bằng nhau như vậy Bằng cách chia đều cho x mũ 4 Kem có thể nhẩm nhanh ra kết quả là 1 chia 2 Sau đó kem lấy căn Thì cũng chả sao, căn 2 trên 2 <laughs> Không ai chết cả và máy tính ta có đây máy tính thì tuy nó hơi lẻ một tí nhưng mà nhiều bạn ngày xưa học giỏi thì không phải bảy không bảy là các em cũng có thể dự đoán được nó là à, căn 2 trên hai nhớ không cái này thì không có gì khó khăn cả ôi quá dễ câu này cho điểm những câu này thấy đi nhanh một tí vì ngày xưa học kỹ rồi bây giờ làm cho nó vui mà trong trường hợp này âm vô cùng nó có ảnh hưởng gì đâu vẫn là cái phân thức kia mà không sao nhá được chưa cái căn hoặc là cái trị tuyệt đối thì kệ kệ nó được chưa cứ tính bên trong đi rồi lấy ở ngoài câu d câu này có mấy cái, cái 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 phép nhân này thì thầy cũng đã dạy xử lý rất nhiều các em có thể chia nhưng mà theo thầy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đó là kéo bậc lớn nhất ra ngoài tại vì thầy thầy phát hiện ra mai kia nó cho cái cái mũ to để dở hơi mà ngồi phân tích hẳng thức để nhân ra cho nó vớ vẩn ra chết người những trường hợp này hạn chế nhân với phân tích hẳng thức chỗ này nhá cấm đối với vô cùng này thì hạn chế đề cho dương vô cùng thì trả các gì hồi trước cả em sẽ rút cho thầy những cái bậc lớn nhất trong các nhân tử này chúng ta kéo ra. Anh chàng này ta kéo x bình thì bên trong ta chia bỏ x bình xuống. Anh chàng này chúng ta kéo x nhưng ở ngoài có mũ 3 nên nó trở thành x mũ 3. Bên trong ta chia xuống thì nó thành như thế này mũ 3 kệ nó, ở bên trong chỉ kéo x thôi, kéo bậc lớn nhất ra ngoài. Có mũ thì đội mũ vào. Anh chàng này kéo x mũ 4 thì bên trong chia x mũ 4 xuống, em nhìn thấy thầy kéo đúng không? Chuẩn chưa? và anh chàng này có x thì kéo x thống nhất về sau các cái bài mà phức tạp như thế này thì kéo bậc lớn nhất ra là nhanh nhất đỡ phải chia Thực ra hai cách là như nhau đến đây em phát hiện ra một điều đó là trên này là x mũ 5 dưới cũng x mũ 5 nên là triệt tiêu hết sạch còn có mấy cái bác này giờ ngồi thay số đến khi thay số thì các cái bác gặp phân này là cái bác ấy nó dính không hết rồi kết quả của em là 1 x 1 <laughs> trừ 2 rồi nhân 1 <laughs> âm 1 phần 2 Ngoài ra bạn có thể sử dụng phương pháp vô cùng lớn mà thầy đã dạy. Gạch bỏ tất cả các cái hệ số à cái hằng số bậc thấp hơn, sau đó nhân chúng lại với nhau là em cũng ra kết quả, thầy đã dạy nhiều rồi. Thích thì bấm máy tính nó ra. Như vậy là thầy đã làm xong ví dụ số 10. Một cách thành công. Đây là thầy cứ hướng dẫn làm cho nó cẩn thận chi tiết. Còn về sau trong các cái dạng mà muốn giải nhanh trách nghiệm đằng sau các em xem các tiết về sau ấy. Thầy sẽ cho thêm nhiều câu hỏi trắc nghiệm nữa Đến lúc đó thầy sẽ còn làm ra kết quả luôn Chứ không có thời gian làm thế này nữa Nhưng mà trình bày chuẩn mẫu mực em cứ làm như thế này đi Thì mới đảm bảo được 10 nhé Kết thúc xong cũng ví dụ 10 luôn Ok Chúng ta đến với Ví dụ số 11 Tìm các giới hạn sau đây Ở đây thầy lại cho 4 câu khác nữa Nhưng 4 câu này đều có đặc điểm là chứa căn Chứa căn bao giờ cũng sẽ khó hơn và trong các trường hợp cộng trừ vô cùng rất có thể có các kết quả rất khác nhau Các em lưu ý đây cũng được đánh giá là một bài hay và khó Như vậy những cái bài nào hay và khó thầy đều đã đánh dấu vào rồi Đúng chưa? Có một số bài hay và khó thầy đều đã đánh dấu rồi Đây cũng được đánh giá là một trong những bài quan trọng nhất của buổi học ngày hôm nay Nếu không làm được bài này nữa coi chừng là <laughs> có vấn đề đấy nhá Nhớ đấy Chịu khó vất vả một tí nhá, học luôn Đây là một số bài quan trọng Đi thi chắc chắn rơi vào câu này này, câu này khó hơn. Dính vào căn, nhất là căn thức bậc chẵn. Căn bậc lẻ thì không nói nhưng mà căn bậc chẵn thì các kết quả nó khác khác nhau lắm. Thì các em để ý chép từng câu một cho thầy rồi bắt đầu làm bài. Chúng ta sẽ xử lý từ câu a uh... à, trước. Đây là các cái bác mà tiến về vô cùng đây. Về mặt nhận dạng các em đều phát hiện ra đây là vô cùng trên vô cùng. Phương pháp làm bài của những cái dạng phân thức chứa căn vô cùng trên vô cùng này đó là đặt bậc lớn nhất trong căn ra rồi kéo ra ngoài vậy mời các em đặt x bình ở trong căn bên trong các em chia bỏ x bình xuống giúp thầy em nhìn thấy thầy đặt chưa đó trên tử dưới mẫu làm đều dưới mẫu kéo x ra bên trong mở ngoặc đây có như thế này kéo cái gì thì chia cái y xuống thực ra nó bản chất nó cũng là chia đấy nhưng thống nhất với nhau là gặp cái dạng căn thì nên kéo ra như thế này thì nó dễ hiểu hơn. Còn nếu chúng ta lại làm theo kiểu chia thì với dương vô cùng nó dễ nhưng mà âm vô cùng các em rất dễ bị nhầm dấu các em ạ. Đấy là kinh nghiệm rồi. Nói chung là thầy dặn thế nào các em cố gắng làm theo là được. Các em nhớ cho thầy công thức đó là ngày xưa học căn bậc hai của x bình ra ngoài phải là trị tuyệt đối x. Thế ngày xưa học dễ số thì do x tiến về dương vô cùng thì ra ngoài thoải mái là x. Nhưng bây giờ có cái trường hợp âm vô cùng thì ra ngoài nó là trừ -x thì sao? Ra ngoài nó là số đối của nó mà. Chẳng nhẽ nó lại ra âm mà X mà nó âm thì ra ngoài nó phải thành trừ x chứ Nó mới dương được chứ Thật mà, như vậy chỗ này các em phải đẩy chỉ đối Người ta không thấy chỉ đối phát là người ta gạch bài của em ngay Vì người ta biết em làm sai <laughs> Đến đây Thì các em sẽ phải xét hai trường hợp Trường hợp 1 X tiến về dương vô cùng Thì bỏ chỉ đối là xong Thì là chính nó Sau đó đến, đến đây các em triệt bỏ anh chàng x Em thay số, úi rời ra 1 Đây là 1 trừ 0 này Đây 1 cộng 0 này Âm vô cùng thì các em chỉ việc thêm cái dấu âm vào thôi Mà các em không thêm vào nó không thiếu đấy Thêm âm vào đây Thì x lại mất Đến đây được âm 1 Như vậy hai kết quả rõ ràng trong trường hợp này nó khác hẳn nhau Được chưa? Chúng ta phải làm như thế này Thầy làm cho cả hai như thế này nhưng mà đi thi các em phải chú ý cho thầy là Người ta hay cho âm vô cùng lắm Chứ dương vô cùng người ta hỏi làm gì? Dương vô cùng người ta thà người ta hỏi trong bên dãy số cho nó nhanh người nó hỏi cái này làm gì? Như vậy các bạn phải lưu ý Còn về việc bấm máy tính thì nó không khó với các bạn Bấm máy tính thì một lần thì bạn cho 10 mũ 10 trở lên nhé 10 mũ 12 cũng được cho nó lớn hẳn lên Thì nó ra 1 Và cái dưới này nó ra âm 1 Cái việc bấm máy tính với các bạn không khó ở chỗ này Nhưng đi thi chắc chắn những cái câu kiểu như thế này người ta hỏi tự luận Xin nhắc lại như thế thì nó mới đánh giá được cái khả năng của học sinh Đừng để nhầm nha Thế là chốt xong câu này Câu này có một cái nhận xét rất hay đó là Hai kết quả trong trường hợp này là khác hẳn nhau Đây, Trái dấu này Trái dấu B Căn bậc 3 có nó có khác không? Căn bậc 3 phải coi chừng Căn bậc 3 <laughs> nó không phải có hai trường hợp đâu Các em chỉ học căn bậc chẵn nên nó mới ra hai trường hợp thôi Căn bậc lẻ Căn bậc lẻ thì dương vẫn là dương âm vẫn là âm Đúng không? À cẩn thận không bị lừa Đây vẫn là dạng vô cùng trên vô cùng Kéo mũ 6 ra bên trong chia mũ 6 xuống Kéo mũ bình ra bên trong chia mũ bình Tự chia nhá Uh, x mũ 6 lại có căn bậc 3, người ta viết thành x bình phương tất cả lập phương. Như vậy lập phương bỏ với cái này rồi thì ra ngoài là x bình. Chú ý căn bậc 3 ra ngoài luôn có một trường hợp thôi. Căn bậc lẻ. Ấy. Chứ không có thêm dấu trừ nào ở đây đâu nhé lại mai kia lại bảo thầy ơi lại phải xét hai trường hợp. Không các em bị lừa đấy. Ở đây x có âm hay dương thì ra ngoài là như nhau hết, căn bậc 3 nó chỉ có một trường hợp thôi. 6 chia 3 bằng 2 luôn Thì đến đây mời các em triệt tiêu x bình Và kết quả em thay số vào hộ thầy 1 cộng 0 chia cho 2 trừ 0 1 phần 2 Không cần phải tách Nó cùng một giá trị cả Ta có thể kiểm tra kết quả bằng máy tính Nếu các em cho dương vô cùng Tức là 10 mũ 12 chẳng hạn trở lên ấy, Nó ra 1 phần 2 Các em có cho âm của 10 mũ 12 trở lên chẳng hạn đây thì nó cũng khoảng cũng vẫn 1 phần 2 chả có gì khó Gặp những cái căn này phải hết sức bình tĩnh xử lý Và đừng có nhầm lẫn kiến thức Không là hỏng đấy Thật mà những cái bài này thầy biết đánh dấu sao Là những bài kiến thức quan trọng Rõ ràng rồi C Nào câu này là còn hay nữa này. Câu này không có mẫu Nhưng vẫn có căn Dạng này được phân vào cái dạng đó là Có căn thì nó sẽ rơi vào một trong hai dạng vô cùng cộng vô cùng và vô cùng trừ vô cùng Hai cái dạng này có cách xử lý rất khác nhau đấy Mặc dù những cái bài có căn này là các em thích thì các em liên hợp Nhưng có những trường hợp thì không thích làm liên hợp vì nó dài Đầu tiên các em có thể nhận dạng ra Khi x tiến về vô cùng Dương trước nhé Thì đây dương vô cùng X dương vô cùng Đây căn bậc 2 của x bình Ra ngoài là bằng x Cũng dương vô cùng như vậy đây chính là dạng vô cùng cộng vô cùng Theo lý thuyết thầy dạy Chỉ có cái dấu trừ là thầy mới hay liên hợp thôi Còn vô cùng cộng vô cùng thì biết thừa là kết quả bằng vô cùng rồi Thì việc gì thì phải liên hợp cho nó đau đầu ra Thế thì trong những trường hợp chúng ta biết kết quả bằng vô cùng rồi thì chúng ta sẽ dùng phương pháp đặt bậc lớn nhất kéo ra ngoài nó nhanh hơn là liên hợp liên hợp mai sau em mà dính với liên hợp bậc 3 mà em làm cái cái ý thì nó mới chết người thế mời các em đặt bậc lớn nhất bên trong căn là ra thế này thầy đã ghi rõ phương pháp đây rồi thầy có lý giải đàng hoàng chứ không phải là làm mò đâu rất nhiều bạn hiện nay đang bị loạn phương pháp Thấy là không hiểu tại sao lại như thế Nhưng mà các học sinh của thầy thì luôn không bao giờ có chuyện xảy ra như thế được Nhớ chưa? Kéo x bình ra ngoài Đây, thầy đặt rất rõ rồi Anh chàng này kệ nó Kéo ra ngoài thì thoải mái là x Vì dương vô cùng rồi Đến đây chả đặt nhân tử chung là x thì còn cái gì nữa Đến đây hai anh chàng này có cái gì chung thì đặt thôi Đấy, kéo bậc lớn nhất rồi đặt x chung Thì thầy ghép ngoặc chuẩn chưa? Thầy làm nó quá chuẩn rồi Đấy chưa Thầy để đấy để, để, để chưa Làm quá chuẩn rồi Đây Rõ ràng giống thầy không bao giờ bị trừ điểm Chỉ có 10 thôi X này của em tiến về dương vô cùng Còn cái ngoặc này của em thì nó tiến về một hàng số 1 cộng 1 là 2 Dương vô cùng và nhân số dương nó cũng dương vô cùng Chả có gì thay đổi cả Bạn nào thích thì có thể giải thích ra Đây này X tiến về dương vô cùng Còn cái bác cái bác bên cạnh này thì là hàng số 2 như vậy trong trường hợp này thì hi hữu nó tiến về vô cùng đấy, cẩn thận. Đây, giải thích thêm hai dòng nữa càng tốt. Nhớ ghi cẩn thận đầy đủ không người ta phải làm tắt Bấm máy tính em có thể cho khoảng 10 mũ 12 trở lên cũng được. Miễn là trên 10 mũ 10 trở đi một tí. Thế thì khi bấm vào máy tính thì thầy phát hiện ra kết quả hiện ra rất là lớn, 10 mũ dương, dương vô cùng thì là xong. Đấy là trường hợp đầu tiên thôi. Nhưng trường hợp thứ hai chúng ta có làm như thế không? Không không phải là cứ hai trường hợp làm giống nhau đâu, vì nó phụ thuộc vào dạng, dạng khác nhau quyết định phương pháp nó cũng khác nhau. Bây giờ nếu như bạn cũng làm cách ý mà xem, thì bạn sẽ rơi vào chỗ này là dấu trừ. Thế thì lúc này tự nhiên là một trừ một bằng không à Đây này, nếu nó chỉ khác dấu thôi, thế thì kem sẽ rơi vào vô định đó là vô cùng nhân không, mà vô cùng nhân không ai biết được kết quả. Thầy đã dặn rằng đây là vô định rồi, không ai đoán được trước kết quả vô cùng nhân không. Như vậy kem cấm không làm trong trường hợp mà Dấu trừ không làm như thế đâu Được chưa? Nó lại khác đấy Đấy là cái khó Tại sao phải đánh dấu sao bài này Hiểu không? Không phải ai làm được đâu Nếu không học cẩn thận Âm vô cùng ý, Thì anh chàng thứ nhất tiến về âm vô cùng Anh chàng thứ hai tiến về trừ x Nhưng mà do x âm Nên anh chàng thứ hai Lại trở thành dương Như vậy lại là vô cùng trừ vô cùng Chứ đâu có phải là cộng có nghĩa là đây đang là cộng hay vô cùng trái dấu anh chàng thứ nhất âm vô cùng nhưng anh chàng thứ hai ra ngoài là trừ x mà x lại âm nó sẽ thành dương vô cùng <laughs> chỗ này mà kem nhận được dạng nữa là em quá giỏi quá thông minh nhân liên hợp câu này mà làm theo cách khác không ra được đâu liên hợp ta có nhân đều cả trên lẫn dưới vừa nhân vừa chia với cái anh chàng x trừ đi cái căn này thầy nhân rất chuẩn Trên tử số hình thành hàng đẳng thức Cái lọ bình trừ đi cái chai bình Bỏ ngoặc thì mất ngay x bình Đổi dấu đi ta còn x trừ 1 Đến đây bài toán lập tức quay về dạng vô cùng trên vô cùng Ta tiếp tục sử dụng phương pháp kéo bậc lớn nhất ra ngoài Thực ra chính là phương pháp chia Nhưng mà thôi kéo bậc lớn nhất ra ngoài được rồi đấy Trên này ta kéo x Chỗ này lại bắt đầu rất khó này Chỗ này ta kéo x Thì ta được cái này Dưới này ta kéo anh chàng x bình này ra khỏi căn Nhưng Do x âm Nên kéo ra ngoài là chữ x Thì tự nhiên chỗ này thầy phải đổi thành cộng Chỗ này đi thi ai hồn nhân viết trừ là sai Đấy lại là một cái khó nữa của các em trong trường hợp này Nói chung là cứ dính đến âm là chết người rồi Là các em hết sức lưu ý Dương nó dễ nhưng mà âm nó rất là nhằng ở chỗ này nhưng bạn nào không kiên nhẫn chỗ này sẽ không hiểu đâu Đấy, thầy đã kéo x bình ra ngoài và nó phải là trừ x Hết sức nghe kỹ chỗ này, không tí nữa nó rơi vào vô định là hỏng Tí nữa để bỏ thầy ơi dưới mẫu nó ra không đấy, chết người đấy. này, nó sẽ ra là 1 cộng 1 dưới mẫu là 2 Chứ bây giờ tự nhiên là hồn nhiên lại dưới mẫu ra không như tôi chết rồi, hỏng rồi Không ổn đâu, Quay chừng Thích thì có thể bấm lại máy tính Để khẳng định với em rằng là câu này về sau dễ dàng hỏi thi học kỳ <laughs> Không bao giờ tránh được những cái câu này cả. Nhớ chưa? Thầy dặn dò rất là kỹ càng rồi, chỗ này phải hết sức kiên trì lắng nghe. Nếu không là lẫn. Nhiều bạn hỏi thưa thầy. Trong cái trường hợp đầu tiên ấy, lúc nãy em liên hợp luôn có được không? À đều được. Ok. Có nhiều bạn bảo thưa thầy, em uh, liên hợp ngay từ đầu rồi làm đến đây. Em bắt đầu đặt bậc lớn nhất ra ngoài rồi em làm. Đều ok. Không bảo gì cả. Bạn có thể liên hợp xong rồi bạn Chia hai trường hợp, thầy cũng không bảo gì Miễn là bạn làm ra kết quả đúng Nhưng bạn tùy ý thích của bạn Tốt nhất là thầy làm thế nào bạn cứ làm theo như thế là tốt nhất Được chưa? Còn dĩ nhiên là bạn có thể có cái khác nữa Chuyện ý là chuyện bình thường Không có gì khó cả Bạn có thể liên hợp ngay từ đầu nếu như bạn thích gặp căn Miễn sao là trước khi bạn đưa ra khỏi căn Thì bạn phải chia hộ thầy hai trường hợp ra Thế là ok Còn ngoài ra thì Rồi nhiều sông thì nó cũng đổ ra biến Có cái gì đâu Bấm máy tính thì cái chỗ này nó ra đúng chuẩn 1 phần 2 Thầy đã bấm rồi Nên không thể làm sai được Nghe cho nó kỹ nhá Máy tính để chốt lại cuối cùng để xem phương pháp của mình có đúng không đấy Mình mà làm sai mình phải soi gương lại mình ngay Đây được coi là một trong những bài hết sức quan trọng của bài học ngày hôm nay Xin nhắc lại là như thế D Bài này thì chúng ta có thể nhận dạng ra ngay Đây ra ngoài là x bình lên khi mà gặp x bình rồi ấy, thì cộng trừ vô cùng nó nó đều là vô cùng hết thế đây rơi vào dạng vô cùng trừ vô cùng nên bài này chắc chắn khi em gặp cái kiểu mà hai cái căn mà có bậc tương đương với nhau như thế này chỉ có nhân liên hợp thôi được chưa chuẩn dạng đây chính là vô cùng trừ vô cùng vậy các em được phép là cứ nhân liên hợp luôn sau tí nữa xét trường hợp vì đây là chuẩn dạng vô cùng trừ vô cùng rồi không cần biết đây là dương vô cùng hay âm vô cùng bình lên nó ra vô cùng hết <laughs> rồi, chúng ta sẽ liên hợp bỏ căn và đổi dấu luôn Thầy xin phép làm tắt chỗ này một tí Bạn nào mà không hiểu được nhanh thì viết liên hợp từ từ rồi. Nhưng mà thôi, học sinh của thầy thì các em hầu như là bây giờ các em cũng Thầy nghĩ là các em đủ thông minh để hiểu được cái bước này rồi Bây giờ mấy giờ rồi còn viết mấy cái căn nhân từ từ rồi còn đổi dấu từ từ Viết luôn thế này này, cho nó nhanh không để dài hết cả trang vở Chia liên hợp cộng ở dưới rồi này Rút gọn đi thì còn như thế này thì đến đây bài toán quay về vô cùng trên vô cùng Các em bắt đầu đặt bậc lớn nhất ra ngoài được rồi đấy Tức là chia đấy, nhưng mà thôi đặt bậc lớn nhất này Trên này ta đặt x, bên trong ta chia x xuống Anh chàng này ta đặt x bình, anh chàng này ta cũng đặt x bình luôn Bên trong ta chia xuống Đặt gì thì bên trong chia nấy, tự biết chia nhé Khi ra khỏi căn thì phải chia hai trường hợp ra Ra khỏi căn thì anh chàng nào cũng sẽ là trị tuyệt đối của x hai anh chàng đều là trị tuyệt đối của x thì xin phép thầy ghép trị đối của x lại thì bên trong còn hai cái này cộng lại đến khi gặp trị đối của x rồi thì thầy bắt đầu mới chia trường hợp rất nhiều bạn đi thi buồn cười lắm kem lại mất thêm một bước nữa đó là các em lại uh, gì nhỉ nếu mà các em đã thích liên hợp em liên hợp luôn đi cái bước liên hợp nó không ảnh hưởng đến cái chỗ vô cùng là gì thế nhiều bạn bắt đầu là lại mất công hết một loạt liên hợp xong tức là kem làm đi làm lại mấy lần liên hợp kem chỉ nên liên kem à, chỉ nên uh, chia trường hợp khi bắt đầu mà kem liên hợp xong rồi đi. chứ nhiều bạn bắt đầu trình bày dài lắm, có những cái phần mà làm chép đi chép lại, nó giống nhau. tốt nhất là cứ làm như thầy cho nó khôn. đây, làm như thầy là rất thông minh. đây làm đến đây thì hãng hãng chia trường hợp. thì có phải ổn không? nhiều bạn lại mất công làm đi làm lại, chép đi chép lại nó mới dài, đúng chưa? đây này, đây bắt đầu nhá. đây, bây giờ mình chia thông minh hơn này. dương vô cùng đi. Dương vô cùng thì ra ngoài chỗ này sẽ là x xì thì triệt tiêu bỏ thay số Thay số luôn hộ thầy nhé Dễ rồi, chỗ này thay số nhanh lên, âm 1 phần 2 Chuẩn chưa, âm 1 phần 2 tự thay nhé Ok không? Các cái bước này bây giờ tại vì các em đều thông minh rồi nên thầy nghĩ là các em biết làm hết rồi Cái việc thay số là của các em Các em nhớ tập làm trước đi Đây, thầy đã bấm thử máy tính để chốt Chốt rồi Thầy làm chắc lắm chốt rồi Học kiến thức nó phải chắc à âm vô cùng thì chỗ này có dấu, dấu trừ thì kết quả là 1 phần 2 đó hai kết quả khác nhau chứ à, ok không thầy chốt kiến thức rồi thế bấm máy tính đây thì nó cũng ra 1 phần 2 như vậy là thầy làm rất đúng không thể sai được thầy còn sai làm sao được nữa được chưa yên tâm nhá như vậy luôn luôn phải có thầy hướng dẫn chỉ dạy trước thì không bị nhầm các cái chỗ này còn nếu mà các em mà loay hoay loay hoay mà không biết cách trình bày cũng như không biết cách uh, tính toán chỗ này thì các em rơi sai hết, không lẫn, lẫn, hết phương pháp. Đây là hai ví dụ kinh điển nhất cho những cái trường hợp mà có chứa căn. Dĩ nhiên là các cái trường hợp mà khó hơn, sâu sắc hơn nữa thì các em có thể xem các cái bài về sau nữa cơ. Các bài về sau còn không kém phần long trọng nữa đâu. Đây về là những cái bài mà nó, nó 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 hay nhất nhưng mà nó cũng vẫn là ở một mức độ nào đó là 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 cần đạt nhất thôi Thế chưa phải là quá kinh khủng đâu hết sức bình tĩnh nhé Học xong thì em sẽ thấy Thầy hướng dẫn rất là dễ Kết thúc thành công bài số 11 Các em nhé Các bạn em yêu quý Thầy trò chúng ta đến với hai la mã Giới hạn vô cực của hàm số Hầu hết các giới hạn mình hay học Thì là các giới hạn hữu hạn Có nghĩa là kết quả sẽ tiến về một số L Thực xác định rất rõ ràng Bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều các cái câu mà tiến về vô cực Được chưa? Thì ta gọi là giới hạn vô cực Về mặt định nghĩa Hàm F xác định trên một cái khoảng mà có tiến về vô cực như thế này Thì uh, giới hạn tiến về vô cực này nó rất là đa dạng Nó có thể là dương hoặc âm Thì chúng ta xét một số cái định nghĩa căn bản nhất thôi Chọn một vài cái tiêu biểu Thí dụ tập xác định chúng ta đang xét là A đến dương vô cùng Thì chắc chắn sẽ Uh, có một cái giới hạn là lim khi x tiến về dương vô cùng và giới hạn này uh, chúng ta tìm ra là ví dụ nó là âm vô cùng tức tức là nó có thể dương có thể âm đây là thầy đang chọn một cái định nghĩa nào đó ví dụ như nó tiến về âm vô cùng thì có nghĩa là khi đó ta thay mọi dãy số xn bất kỳ miễn sao xn thỏa mãn điều kiện lớn hơn a và có tiến về vô cùng thì ta bỏ vào hàm số thì uh, hàm số này sẽ phải tiến về âm vô cùng được chưa? Đây là một trong các ví dụ về cái kết quả của nó tiến về nó có thể là dương vô cực, âm vô cực. Nhớ nhé. Ngoài uh, x tiến về vô cực làm cho kết quả tiến về vô cực thì cũng có cái trường hợp đó là có cái giới hạn đó là x tiến về một điểm x0 cũng có thể làm cho uh, cái hàm số tiến về vô cực. Trong uh, định nghĩa đó là trong một khoảng K chứa x0, hàm số f này xác định trên K hoặc trên k khác x0 cũng được. Thì giới hạn khi x tiến về x0 của hàm f này này nó có thể là dương hoặc âm vô cùng cái chỗ này là đây là đang ví dụ thôi. Nó có thể là dương vô cùng trong trường hợp à đây. Khi và chỉ khi đây với mọi dãy số xn bất kỳ xn thỏa mãn điều kiện đó là khác x0 và có tiến về x0 làm cho kết quả tiến về vô cùng. Đây thay vào một số tiến về vô cùng thế thì các định nghĩa hoàn toàn tương tự như các định nghĩa trên kia có điều là x tiến về đâu thì phải xét cho cái khoảng xác định đó à, lim của fx tiến về đâu thì khi bỏ một cái dãy số bất kỳ được chưa thỏa mãn điều kiện cho vào đề bài thì nó phải tiến về cái chỗ đó như vậy chỉ cần hiểu rằng là giới hạn vô cực thì sẽ có kết quả là vô cực là được và khi tiến đến thì x có thể là tiến về vô cực cũng có thể tiến về một điểm đều có thể cho ra những cái kết quả ý. Bây giờ chúng ta sẽ xét một vài cái bài tiêu biểu mà có kết quả tiến về vô cùng các em nhé. Phần này thì cũng đơn giản thôi. Có một cái nhận xét cho các em, khi mà fx tiến về dương vô cùng thì trừ f phải tiến về âm vô cùng ngược dấu lại, cái này không có gì khó. Và trước khi làm bài tập thì các em cũng nhớ cho thầy một số cái giới hạn đặc biệt một tí để làm bài cho nó được chắc chắn. Thí dụ như là x mũ k X tiến về dương vô cùng Dương vô cùng và lại còn đội mũ và nữa đây Mũ nguyên dương Thì tiến về vô, dương vô cùng là chắc chắn Cái này kem rất quen rồi Nhưng với âm vô cùng kem phải lưu ý Có trường hợp mũ chẵn mũ lẻ Dương vô cùng mà mũ lẻ thì vẫn là À nhầm Xin lỗi Âm vô cùng mà mũ lẻ thì vẫn là âm Còn mũ chẵn thì thành dương Chỗ này kem để ý cho thầy Có thêm cái này hơi mới một tí Âm vô cùng thì cũng nhầm nhầm ra nó cũng rất là nhanh thôi rất là ok, không khó khăn gì cả. À, một số cái quy tắc trước khi làm bài, chúng ta phải nhớ một số cái quy tắc để tính giới hạn của tích. Vì các giới hạn vô cực này sau khi tính xong thì hay đưa về tích giới hạn của tích hoặc giới hạn của thương. Với quy tắc một giới hạn của tích f nhân g hàm f tiến về một số thực l nào đó khác không hàm g thì tiến về vô cùng số nhân vô cùng sẽ bằng vô cùng còn dấu vô cùng gì thì còn phụ thuộc vào cả dấu của L và dấu của vô cùng trước này này. Nhưng thầy mới nói dấu của vô cùng sau chính là tích dấu của L và vô cùng trước. Nhớ chưa? Cái này rất đơn giản, rất dễ hiểu rồi, ai cũng biết rồi. Ok. Tránh cái trường hợp không nhân vô cùng thì rơi vào vô định, rơi vào vô định thì phải xử lý sau. Được chưa? Có cách xử lý vô định sau. Quy tắc 2 là giới hạn của thương. Tử số nếu tiến về L là một số thực đấy chẳng hạn. Mẫu tiến về vô cùng Hàng số chia vô cùng sẽ tiến về không Không cần quan tâm là vô cùng gì Chia cho vô cùng thì tiến về không hết Được chưa? Mẫu càng ngày càng lớn thì phân thức càng ngày càng nhỏ mà Học rồi Học rồi Trường hợp thứ hai, Tử là một số khác không Mẫu lại tiến về không Thì hàng số trên không sẽ tiến về vô cùng Nhưng vô cùng gì Thì còn phụ thuộc vào dấu của cả Hàng số trên tử Và phụ... à phụ thuộc vào kết quả giới hạn của tử cũng như là phụ thuộc vào cả dấu giá trị của mẫu tức là mẫu xem khi mà x tiến về x không này thì cái uh, cái gx này này nó luôn dương hay luôn âm nói chung là chúng ta cố gắng hạn chế đừng có đưa về các cái trường hợp mà mẫu bằng không nhé em phát hiện ra những trường hợp đưa về mẫu bằng không thì còn phải giải thích thêm là mẫu dương hay mẫu âm rồi mới đọc được là dương vô cùng âm vô cùng mệt lắm hạn chế tối đa những cái việc mà trường hợp đưa về mẫu âm trừ khi bất khả kháng đấy thế nên uh số chia cho không nó sẽ tiến ra vô cùng nó sẽ ngược trở lại mà thôi dấu vô cùng sau thì nó sẽ phụ thuộc vào tích dấu của cả l và dấu của cả gx em hết sức lưu ý một số điều này để làm bài cho nó tốt đấy đấy là vô cùng nhân chia với một số ngoài ra thì nếu em gặp các cái dạng sau đây thì người ta gọi là các dạng vô định thầy cũng đã nói đến trong dạng dãy số rồi tính giới hạn hàm số mà mình gặp một trong bốn các cái dạng này vô cùng trên vô cùng không trên không vô cùng trừ vô cùng và không nhân vô cùng thì đây gọi là các dạng vô định Thế ta không được áp dụng ngay các định lý giới hạn hữu hạn tức là chúng ta không thể tách lim không thể áp dụng các cái tính chất đã học ngay được các quy tắc giới hạn vì không tính được đâu không dự đoán được trước mà ta cần phải khử dạng vô định trước bằng một vài biến đổi thích hợp của từng dạng sau đó đưa về dạng hết vô định rồi Ta mới áp dụng tiếp các phương pháp biến đổi thích hợp Đó, em phải nhớ chỗ này nhé Cái này thì các em cũng đã được tìm hiểu rồi đúng không? Chính các cái bài tập hàng ngày chúng ta đang xét đến Như là phân thức này, căn này Chính là chúng ta đang xử lý thí dụ như phương pháp chia Phương pháp liên hợp Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử À đấy, đấy chính là các phương pháp ứng với từng dạng mà chúng ta đã đã học rồi đấy trong chương trình học chỉ ít khi xét đến cái dạng không nhân vô cùng vì cái dạng này nó cũng chả đặc biệt lắm. Dạng này thì biến đổi một tí thì nó cũng quy về các dạng kia thôi. Thế nên là ba cái dạng này chúng ta đều đã học cách xử lý, ta đều đã biết rồi. Nhớ cho thầy nhé. Đó, thì ta mới xử lý tiếp được, nếu không là ta không đọc được kết quả ở đâu. Có một cái nhận xét đó là ra hàm số thì rất đa dạng và phong phú cả về các dạng bài lẫn cả phương pháp. Từ đầu đến giờ chắc là các em đã thấy điều này rồi. Cũng rất là nguy hiểm đấy nó nhiều hơn giới hạn dãy số vì không chỉ x tiến về x0 mà x tiến về cộng trừ vô cực đấy nó tiến về rất nhiều việc vậy nên là cái việc nhận dạng ra cái giới hạn rất quan trọng có thể nói nó như thế việc nhận dạng sẽ quyết định đến cái phương pháp xử lý thích hợp điều này thấy đã dặn dò rất kỹ nếu bạn không nhìn được dạng mà bạn cứ chỉ nhìn bằng bằng về mặt hình thức là có chứa gì chứa gì không thôi thì coi chừng có những câu bạn dùng phương pháp này tưởng đúng hóa ra loại sai hoặc có những câu đáng nhẽ dùng phương pháp này ngắn hơn thì bạn lại dùng phương pháp khác nó dài hơn thật đấy bạn chỉ nhìn về hình thức bạn sẽ gây nhầm lẫn ngay và lại tiếp tục rơi vào các dạng vô định khác nếu như bạn không biết cách xử lý nó sẽ trở thành lòng vòng ngay đặc biệt có nhiều bài mà không phải lúc nào sách giáo khoa cũng có phương pháp cũng như là em đã được em không đọc sách không tìm hiểu bài giảng cũng như là em không theo dõi các thứ các thứ không hỏi bài thì không bao giờ các em biết được phương pháp đâu Vì có rất nhiều bài có phương pháp rất là đặc trưng Nó sẽ gây khó khăn cho các em Nếu như các em không được học, không được biết phương pháp trước Thầy lấy ví dụ như là cái bài mà có chứa hai cái căn bậc khác nhau Mà kia đi thi đùng đùng một phát người ta cho những cái bậc rất lớn Phân thức bậc lớn hoặc là căn thức bậc cũng lớn Mình không biết cách xử lý Dĩ nhiên là mình sẽ điểm thấp hơn Thế nên là mình phải biết cơ Những cái ý nó rất là đặc trưng Mà nó lại còn đa dạng cơ Lúc đầu thầy còn nói rồi nhé Có bài thì thêm bớt hàng số, có bài thì thêm bớt cả một biểu thức Úi dồi ôi, làm sao biết được nếu như không biết phương pháp Các em đâu đã giỏi ngay được như thế Bởi thế là để học được tốt thì các em phải theo dõi kỹ từng bài của thầy ở đằng sau nữa Cho nó thật chắc chắn, nhớ nhé Điều này là chắc chắn luôn với các em đấy Cái gian hàm số này rất là đa dạng, rất là hay Nhưng mà phát hiện ra khi mình nắm vững phương pháp Bài nào mình học, mình cũng đều thấy hay à, ok Chúng ta đến với ví dụ số 12 Chúng ta có 3 câu như thế này các cái câu này hầu như kết quả nó đều là tiến về vô cực. Chẳng hạn, thầy cho lại một câu về phân thức, một câu về căn, một câu thì <laughs> vừa căn vừa kiểu như thế này xem có làm được không? Thử tự suy nghĩ trước trước khi mà thầy đưa ra những cái lời giải thú vị. 12A trước. Thầy cho tiến về âm vô cùng nhưng do đây là phân thức. Âm hay dương bài này không quan trọng, thầy lừa một tí thôi. Phân thức đây là phân thức bậc cao trên bậc thấp, kem đều biết kết quả tiến về vô cùng, kem có thể nhẩm nhanh ra kết quả chắc chắn là sẽ tiến về âm vô cùng nghe, vì lấy hai cái người lớn nhất chia cho nhau mà. nhưng về mặt cách giải, kem phải lưu ý đối với những dạng này thầy rút kinh nghiệm kem đừng nên chia, chia trong những cái bài này chính ra kem đừng nên chia, chính ra kem phải chia đều cho x mũ 3 thực ra sách giáo khoa nói thì cũng có chỗ đúng, nhưng cũng có những chỗ nó không còn hợp lý nữa đâu, nó sẽ trở thành dài dãm dối. Kem chia đều cho x mũ 3 Thì trên tử là hằng số dưới mẫu kem xem mà xem Nó tiến về không Làm cho em lại phải mất công ngồi đánh giá Mẫu dương với âm với hết cả đầu Thực ra để đánh giá không khó Nhưng mà nó gây dối cho nhiều bạn học yếu Nó đã dài còn khó Tốt nhất đối với những cái bài mà Bậc tử mà cao cả bậc mẫu này Người ta sẽ rút bậc lớn nhất của từng người để ra ngoài rồi triệt tiêu Đặt bậc lớn nhất ra ngoài Làm nhân tử chung ở trên tôi đặt mũ 3 ở dưới tôi thích thì tôi đặt mũ hai trái làm gì tôi đó chính là nguyên tắc đặt bậc lớn nhất mà chúng ta đã học đấy như vậy em phải linh hoạt trong từng trường hợp nếu không là em sẽ phải trình bày khác bài của các bạn vì em trình bày hướng khác thì lời giải của em phải khác chứ không có chuyện là giống nhau đâu mặc dù kết quả ra giống nhau đó thế thì khi triệt tiêu xuống như thế này xong thì nó chỉ còn có x gì thôi em tách thành giới hạn của phép nhân thì nó dễ hơn là giới hạn của phép chia để tránh cái trường hợp mẫu nó bằng không nó đau đầu lắm thế có phải là làm như thế này thì chúng ta phát hiện ra là x xì này này nó tiến về âm vô cùng hai cái bác phân này này thì nó tiến về hai ui giời ai mà chả đoán được ra là âm vô cùng nó đơn giản chứ mình mà đi theo hướng khác thì coi chừng là cũng được đấy nhưng mà nó không hay thôi thì thầy đã nghiên cứu rồi đây là cách giải tối ưu dễ hiểu mà những bạn học yếu cũng dễ có thể trình bày được đây, âm vô cùng nhân 2 trở âm vô cùng còn gì nữa. Quá chuẩn. Thích thì mình có thể tự bấm máy tính nhé. Đây, máy tính nó sẽ ra âm rất lớn, âm vô cùng. Như vậy là thầy làm đúng. Tự bấm. Chỗ này thì dễ rồi, bấm không khó. Quan trọng là làm thế nào cho người ta hiểu thôi. Với cái căn có âm vô cùng như thế này, cũng sẽ dùng phương pháp đặt bậc lớn nhất ở trong căn rồi kéo ra ngoài. Các em đặt x mũ 4 bên trong các em chia x mũ 4 xuống Thầy bảo này Nhiều bạn đi thi bảo thầy ơi em lại nhìn thấy cái âm vô cùng Thế em nghĩ là ra ngoài có dấu âm phải không thầy à, Các em phải cẩn thận nhé Nó tương đối thôi Trong trường hợp này nếu các em lấy dấu âm ra ngoài thì không khéo là các em, em lại sai Ra ngoài nó lại không có dấu âm Rất nhiều bạn đi thi chả hiểu tại sao lại chỗ này xảy ra Nó mới sợ Các câu của thầy nó đều gai rất là hay rồi em nên nhớ một điều căn bậc hai của x mũ 4 ra ngoài nó sẽ phải bằng trị tuyệt đối của x bình. Khai căn có trị đối đúng không? Nhưng mà x bình thì nó luôn không âm rồi thì việc gì nó cần trị đối? X bình thì nó có bao giờ nó âm đâu. X bình cho dù x tiến về âm hay dương vô cùng nó vẫn cứ là x bình nó vẫn cứ dương. Chính ra bài này mà em thêm dấu âm vào là em chết. Em phải hết sức cẩn thận. Nếu như chỗ này là mũ 2 thì thầy không nói Ra ngoài nó là x Các em sáng, sáng láng chỗ này nữa nhá Thầy nghĩ là những học sinh của thầy chính thì chắc là sẽ Không bị mắc lừa những cái chỗ này nhá Được chưa Chỗ này cho nó cẩn thận không là sai đấy Mà kia nhầm hết kết quả Chúng ta khai căn sao cho khéo ừ. Nghe cho nó kỹ X bình lên thì vẫn là dương vô cùng Dương vô cùng nhân với căn 4 là hai là dương vô cùng Rất là đơn giản, dễ hiểu đừng có nhầm cái chỗ tính chất chỗ này tùy bài đấy x bình rồi thì còn ra ngoài thì việc gì còn phải thì, âm nữa cho đau đầu ra nhớ thầy dặn dò rồi được chưa cái gì thầy dặn dò đều có giá trị lắm được chưa không phải ai người ta cũng nghĩ ra được nhiều các cái chỗ dặn dò hay như thầy đâu à, 12B là xong nhỉ giải thích thì ghi rõ rất rõ rồi mai sau so bạn nào mà giỏi thì tùy thầy cô nếu mà em không cẩn thận em không trình bày vì khi người ta trừ điểm đấy Thế nên là uh, tùy thầy cô dễ hay khó Nếu bạn nào học yếu thì có khi là châm trước Nhưng mà các bạn nào học học khá thì em vẫn phải trình bày rõ ra Nếu không thì người ta trừ điểm đấy Bấm máy tính thì không khó, kết quả dương vô cùng Rất là dễ 12C Câu này rất hay Câu này nhiều bạn đi thi thì khoanh vội kết quả dễ nhầm Bài này kết quả tiến về vô cùng đúng không? Đây, mẫu tiến về 0 như vậy bây giờ kết quả quan trọng là tiến về dương hay âm vô cùng ta có thể dự đoán được nghe là dưới mẫu nó không âm được như vậy ta dự đoán được trước kết quả là dương vô cùng ngoài ra em có theo tính chất hàng đẳng thức ấy, thì căn bậc hai của x bình nó chính là trị đối x theo đúng công thức thầy dạy căn bậc hai x bình Chả trị đối x cơ. thế thì tử dương mẫu tiến về không theo quy tắc phân thức phải xét thêm dấu của mẫu nữa nhưng mẫu thì lại luôn không âm rồi yên tâm chuẩn trị đối âm sao được như vậy dương vô cùng mẫu tiến về không và mẫu luôn dương với mọi x khác không nên phải là dương vô cùng ngoài ra chúng ta có một cách lý giải khác nữa cũng rất là hay các em có thể xét lim trái lim phải lim 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 phải lim phải tức là không cộng không cộng thì trị đối của nó sẽ là chính nó Còn đây nên là dương vô cùng tử dương mẫu dương mẫu tiến về không, số chia không tiến về vô cùng. lim trái, lim trái thì chắc chắn là em cẩn thận nhé. không lim trái không phải âm vô cùng đâu. lim trái thì do x tiến về không trừ bé ăn không nên ra ngoài chỉ đối với x bằng trừ x trừ một trên x. nghe nhá, coi như là tử âm, mẫu cũng âm, x bé ăn không mà kết quả là dương vô cùng nhiều bạn đi thi để bảo thấy ơi em thấy một cái dương một cái âm thì làm sao mà em tưởng không tồn tại giới hạn rồi ơi bị lừa rồi nhiều bạn đi thi để bảo thấy em thấy khác nhau quá không đâu em đang bị lừa đấy cả tận lừa là chết nên kết quả phải là dương vô cùng ừ, bằng nhau này bằng nhau thì chứng tỏ theo cái giới hạn trái phải thì có dạy em cũng được đây cũng là một cách rất là hay người ta hay dùng phương pháp trái phải trong trường hợp là xét trị đối nhớ đấy là một cái nữa cái quả bấm thì không khó cái chỗ này cho vào máy tính thì kiểu gì nó cũng kiểu gì nó trả ra dương rất lớn dương vô cùng như vậy là bài 12 là xong bài này thì thầy đã dặn dò rất là kỹ cũng không quá khó gì cả đúng không đối với giới hạn vô cực khi mà em bấm máy tính đây em cho um, trái phải đều được đây 10 mũi 9 đây giới hạn phải đây dương vô cùng Em có cho âm vào thì nó cũng vẫn ra dương vô cùng mà thôi Tính kiểu gì nó vẫn ra trùng kết quả hết Như vậy là thầy bấm máy tính cho rồi đây Nếu bây giờ ta sang câu Bây giờ ta chuyển sang bài 13 Ở đây chúng ta tiếp tục có một số cái câu có giới hạn trái phải nữa này Mà xét với các phân thức Các em thử tự chép vào xem nó có khác nhau điểm nào không Đây giới hạn phải này, giới hạn trái này Giới hạn tiến thẳng về một này đây và một giới hạn nữa Đây người ta gọi là tính các giới hạn một bên Đã học rồi đấy Ta làm từng câu một xem nó ra gì không nhá Đây cũng là một dạng rất là hay nữa Khi ta thay thử cái bác một này vào tử số Thì tử số tiến về mấy nhỉ? Lim tử tiến về âm 1 Tức là tử âm Mẫu tiến về 0 Vậy chúng ta đã nhận được ra dạng rồi Dạng này là dạng không, Tuy rằng nó không phải rơi vào vô định Nhưng mà rơi vào dạng uh, vô cực Quan trọng là vô cực gì Thì đây là số chia cho không vô, là Tiến về vô cực Vậy trong trường này em phải xem mẫu Dương hay âm Thì x tiến về 1 cộng có nghĩa là x lớn hơn 1 một, một tí Thế thì lớn hơn 1 một, một tí Thì chứng tỏ x lớn 1 x trừ 1 Nó phải lớn không Như vậy là mẫu dương Em ghi vào vở như thế này như vậy em phải ghi đầy đủ giúp thầy đúng ba ý như thế này làm trắc nghiệm thì cho phép em có thể nhẩm nhanh ra kết quả luôn nhưng làm tự luận em bắt buộc phải giải thích ra không là trừ điểm như vậy một âm một dương chia cho nhau thì nó phải ra âm đây là giới hạn bên phải bấm máy tính thì thầy dạy thêm cho một tí tẹo đây là cái bấm máy tính cuối cùng này với giới hạn trái phải thì chúng ta sẽ đây, giới hạn phải thì chúng ta sẽ cho 1 cộng với một đại lượng vô cùng nhỏ đằng sau, đó là 10 mũ trừ 9. Kết quả hiện ra âm rất lớn, <laughs> âm vàng mấy con chín thế này. này Như vậy là thầy làm chuẩn. Mọi thứ trong mấy bài này thì đều như có máy tính kiểm tra kết quả hết, yên tâm. Nhưng phải phải giải phải giải thích được mới gọi là giỏi. B. Hoàn toàn tương tự. Tử là âm 1, âm tử tiến về âm 1 âm, mẫu tiến về 0 nhưng do x nhỏ hơn 1. Đây là nhỏ hơn 1 chứ không phải là âm 1 nhá, xin nhắc lại một lần nữa như thế. Thì mẫu âm Vậy âm âm chia cho nhau, ô nó lại ra ngược, nó hay ra ngược lắm, nó ra dương. Nhưng mà tùy bài thôi, có bài nó không ngược đâu. <laughs> Mai kia em mà lười không tính ý, có những cái bài nó lại ra cùng dương cùng âm để em chết đấy. Ơ thật, thầy không đùa đâu. Có những bài không phải lúc nào nó cũng ngược đấy, bảo thầy ơi, chắc là cái bài này nó sẽ ra ngược lại. <laughs> tùy đấy, Tí nữa trong bài tập về nhà em sẽ thấy nó có nhiều bài Nó ra giống nhau <laughs> Vui lắm Chuyện chuyện nói chung người ta có một câu rất hay đó là Cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra Bấm máy tính rất dễ Đây Cho 1 trừ đi 10 mũ trừ 9 Tức là trừ đi rất nhỏ thì kết quả hiện ra là dương vô cùng Câu B là xong Cách trình bày đúng các ý thầy đã hướng dẫn Khi đã tính xong giới hạn trái phải rồi Người ta sẽ so sánh Để tìm được ra câu C hỏi giới hạn khi tiến về một của hàm này thì nó bằng bao nhiêu thế, em biết câu trả lời chứ nhiều bạn đi thi bảo thầy ơi nó tiến về vô cùng ồ thì chết rồi nhiều bạn đi thi bảo thầy ơi trên tử tiến về âm âm một dưới mẫu tiến về không theo em thì nó tiến về vô cùng em cứ viết đại là cộng trừ vô cùng thế này cũng được không thầy no như thế này là sai em đang bị lừa em đang tự lừa chính bản thân em em nên nhớ một điều chúng ta vừa tính lim trái lim phải ra xong chúng ta thấy phát hiện ra các vô cùng rất khác nhau theo lý thuyết dạng trái phải khác nhau chúng ta không tiến được về nhà đâu không có về nhà được ấy chứ không phải là thích ghi cộng trừ vô cùng là được đâu sai đấy đi thi rất nhiều bạn đi thi vẫn khoanh cái này sai không tồn tại giới hạn vì giới hạn trái phải khác hẳn nhau em nên nhớ giúp thầy một điều như thế hai giới hạn này trừ khi nhá mà nó phải tiến ra cùng một số hoặc là hai giới hạn này nó thích tiến về cùng vô cùng cũng được Nhưng mà nó phải cùng vô cùng dương hoặc vô cùng âm trên chơi tròn này Các em cẩn thận không? Mấy kia, các em tự lừa chính bản thân các em Khi bấm máy tính thì uh, các em có những bạn bạn ấy cho lớn một hay là nhỏ hơn một thì biết đâu được với bạn ấy Tại vì cho tùy ý mà đó Thế nên các giới hạn một bên có thể tồn tại nhưng mà giới hạn về thẳng chính nhà mình thì cuối cùng lại không có Thế mới sợ Thế mới vui chỗ này ghi cho cẩn thận mấy kia Những câu này rất đặc trưng về lý thuyết máy tính không cứu được các em nhớ chỗ này nếu không học cẩn thận thì máy tính nó thích bảo gì lúc nào nó chả tính được được chưa nó có bao giờ nó không tính được đâu d câu cuối cùng câu này nó mới hay này rất nhiều bạn cũng đi thi hồn nhiên như thế này thưa thầy tử số là một mẫu số thay vào em thấy nó ra không thế là theo quy tắc là em cứ nghĩ là vô cùng có những bạn thì viết vô cùng uh, nhưng mà không được, nguyên tắc không bao giờ có chuyện viết mỗi vô cùng nhé Kết quả phải nói rõ dương vô cùng, âm vô cùng Không bao giờ có chuyện viết vô cùng chung chung cả Sẽ nhắc lại như thế Làm như thế là đang tự lừa bản thân và đang tung hỏa mù cả người chấm Mà, mà ghi cộng trừ vô cùng bài này Thì cũng vẫn sai Kết quả tính giới hạn luôn luôn ra một kết quả duy nhất Đã có thì chỉ có một, đã không là không Không có cái chuyện ghi cộng trừ vô cùng Kem đi thi một khoanh những đáp án như thế này là kem tự lừa chính bản thân kem Em phải nhớ một điều là như thế các em cùng tính lần lượt từng giới hạn trái phải một em thấy như sau. Chúng ta xét âm 2 cộng âm 2 trừ, âm 2 cộng thì tử dương mẫu dương dương vô cùng. Âm 2 trừ tử dương mẫu âm âm vô cùng nó khác nhau chứ. Chết, bị lừa chưa? Lại bị lừa. Cẩn thận nhá, coi chừng không bị lừa hết cả. Cũng không tồn tại giới hạn đâu. Lưu ý hộ thầy, như vậy chỉ trừ cái trường hợp mà Lúc nãy thầy có một cái câu gì đó Trừ cái trường hợp đó là một chia cho trị đối x như thế này Khi x tiến về 0 Thì trong trường hợp này luôn luôn Là tiến ra dương vô cùng Vì trong trường hợp này Là lớn không hay nhỏ hơn không bỏ trị đối Thì đều ra dương vô cùng hết còn tất cả những trường hợp khác như không có trị đối như 1 trên x như thế này này Thì luôn luôn là không tồn tại Hai cái này nghe có vẻ giống nhau Nhưng lại không hề giống nhau một tí tẹo nào cả Giới hạn không tồn tại Khác hẳn với việc giới hạn vô cực Các em nhớ một điều như thế Thì Thì cứ lẫn lộn hết khái niệm Nó không hiểu như thế nào Đấy như vậy đây là cái chốt kiến thức cuối cùng Đây cũng là một trong những cái phần kiến thức Không kém phần quan trọng nữa đối với các em đấy Thầy sẽ nhắc lại như thế Chúng ta tự chốt cho thầy cái 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 này để ghi vào vở nhé để không bị nhầm lẫn đây là kiến thức cuối cùng mà thầy trò chúng ta chốt lại được ở đây các em đã rõ chưa à rồi đó như vậy là toàn bộ phần uh, lý thuyết cùng với bài tập về giới hạn hàm số của thầy cho chúng ta là kết thúc bây giờ các em có thể ghi cho thầy một số cái bài tập tự luyện để về nhà làm bài được rồi nào À, bài tập tự luyện của thầy cho chúng ta có như sau. Bài 1, bài 2 dùng định nghĩa để chứng minh giới hạn. Bài này thầy cho kết quả bằng 5 rồi, các bài khác thì em tự dự đoán kết quả bằng máy tính trước. Sau đó tự tính giới hạn bằng định nghĩa cho thầy. Tính giới hạn bằng định nghĩa là em sử dụng các đúng các cái định nghĩa mà thầy đã cho ghi. À, cách trình bày thì hoàn toàn tương tự thầy, thầy mở rộng thêm một số cái câu này. À, về mặt trình bày định nghĩa hơi khó đấy nhá. Cứ xem vào phần bài mẫu xem có làm tự làm được không, xong thì xem lời giải. Chứng minh bằng định nghĩa là em phải giải thích từ từ đấy, em phải lấy các dãy số chứ không phải là em tính ra kết quả luôn đâu. Nhớ chưa? Đây là dùng định nghĩa để chứng minh. Bài 3 là chứng minh không có giới hạn. Chứng minh không có giới hạn có hai cách sẽ nhắc lại, có thể dùng định nghĩa, lấy hai dãy số bất kỳ miễn là cùng tiến về không Thay vào thì nó sẽ được các kết quả giới hạn khác nhau. Hoặc là bài này có thể sử dụng giới hạn không cộng không trừ chứng minh là chúng khác nhau ví dụ thế. Thì cũng sẽ không có giới hạn. Những bài này là phải học để khắc sâu lý thuyết Các em tự làm Chứng minh sin x này không có giới hạn Bài này các em lấy cho thầy hai dãy số nhé hai dãy số mà nó tiến về uh, vô cùng Thầy lấy ví dụ như là em xét cái dãy số xn bằng uh, uh, NP chẳng hạn NP NP Miễn là tí nữa thay vào sin nó tính được là được NP Cũng sẽ tiến về dương vô cùng hoặc là chọn một dãy số nữa đó là pi chia hai cộng n hai p em thay vào đây em sẽ thấy nghe là cái sin này là đối với các cái dãy số khác nhau thay vào nó ra các kết quả rất khác nhau nó sẽ không có giới hạn nghe không khó đâu yên tâm dùng phản chứng ra hết tự làm bài 5 đây là các giới hạn hữu hạn hoàn toàn tương tự bài mẫu mà thầy đã cho ghi em sẽ làm được Bài 6. Đây là các giới hạn dạng 0 trên 0. Sử dụng phân tích đa thức nhân tử và hàng đẳng thức. Ta phải biết làm ấy, những cái bài này nó chỉ có hàng đẳng thức với cả nhóm ghép. Trùng phương này rồi nhóm ghép sao cho khéo hoặc là dùng ne Về sau thầy sẽ dạy tiếp ne còn nữa đấy, chứ chưa hết đâu. Đây mới chỉ gọi là các cái câu căn bản đầu tiên đấy đấy. Hàng đẳng thức này, ne này là nhớ để làm dạng này. Dạng 0 trên 0 có chứa các căn. Phương pháp liên hợp đã rất rõ ràng dạy rồi. Đây là bài chính, sẽ nhắc lại như thế. Bài 8, giới hạn một bên lim trái lim phải, dạng này là chứng minh có giới hạn hay không. Cái này có bài mẫu, bài này ăn điểm quá dễ, làm luôn. Bài 9, tìm uh, tham số để cho có giới hạn, lim trái bằng lim phải. Ôi chỗ này quy đồng vui chưa? Thao mà làm. <laughs> Được chưa? Thầy cho bài mẫu quan trọng về sau dễ rơi vào thi, cố gắng nhớ bài 10, tính các liêm có dạng uh, vô cực các giới hạn này có căn thông thường để xem hộ thầy xem phương pháp thích hợp nhá thầy cố tình thầy để cộng trừ để xem nó có hai trường hợp không đây cũng là bài chính quan trọng ghi nhớ bài này để làm bài có bài mẫu hết rồi dùng phương pháp thích hợp để làm cho nó khéo nhá không biết là liên hợp hay là kéo ra chưa biết được đâu để cho nó kỹ 11 các giới hạn mà khi x tiến về vô cực có kết quả tiến ra vô cực. Đây. Tự biết đường đặt bậc lớn nhất nhá. Thầy cho âm vô thầy cho âm vô cực là để lừa thôi. Hai cái này thì không sao nhưng mà hai cái dưới này phải để ý này, không này cái phức tạp phết đấy, kéo ra trường hợp nào âm trường hợp nào không âm phải để ý không lừa cho chết luôn đấy. Thật mà những cái, cái thêm âm vô cực này vào nhiều bạn không kiên nhẫn được đâu. Dễ nhầm lắm, được chưa? 11 hết chưa nhỉ? Và cuối cùng là bài 12, tính một số giới hạn một bên. Thế là kết thúc cái này hết sạch không còn cái gì nữa à, bài này là hết rồi các em thân mến trong phần bài học này trong phần bài học ngày hôm nay đây là một trong những cái tiết học có thể nói rằng là quan trọng và bậc nhất của chương học này chương học này học giới hạn và liên tục thì tập trung chủ yếu vào giới hạn hàm số Bài này đáng nghĩa là thầy đang định chia ra thành nhiều nữa, nhiều tiết Nhưng mà theo thầy thì nó gộp vào luôn một bài này học cho nó sâu sắc và nhớ luôn cùng một thể là tốt nhất. Thầy đều đã đưa ra phương pháp và cái cách giải cho từng các cái dạng bài rồi. Nhưng đằng sau bài học này của thầy thì thầy sẽ vẫn còn xét thêm cho em một số bài tập nâng cao và bài tập trắc nghiệm ở trong các tiết học đằng sau để cho Kem được đạt thêm điểm 90 cao hơn nữa. Còn thực ra, Kem chỉ cần hôm nay hiểu được những cái bài này của thầy thôi là em cũng đã quá giỏi và thông minh giỏi. Không còn gì để mà nói được hơn nữa, được chưa? Trong quá trình làm nếu mà thầy có có nhầm hay sai sót gì nhớ tự sửa. Còn cái việc bấm máy tính thì tự tính, thầy đều đã hướng dẫn. Thầy mong là các em đã có cho mình được rất nhiều các cái kỹ năng và phương pháp hay khi học bài này. À, chúng ta nhớ ôn bài và à, chăm chỉ làm bài tập giúp thầy nhé, được chưa? À, thầy chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em, chúc các em có một cái kết quả học kỳ 2 thật sự là uh, thành công. Xin thân ái chào các em. <laughs>